cái mục okay. Hôm nay sẽ có một cái bài tập cho các bạn làm, vì mục tiêu của thầy là thầy sẽ liệt kê hết tất cả mọi thứ liên quan tới du học cho các bạn. Ok, tuy nhiên ở Vela, cái tinh thần của Vela từ nhiều năm nay rồi, và chứ không phải chỉ có bây giờ, từ nhiều năm nay là cái việc mà mình ok các bạn sẽ phải là người lựa chọn cái con đường mà mình muốn đi. Ok, các bạn phải lựa chọn con đường mình muốn đi, không phải là bố mẹ em nói như thế này. Đương nhiên thầy hoàn toàn thầy hiểu cái vấn đề là bố mẹ các bạn là người chi trả tiền bạc cho các bạn, thầy hoàn toàn thầy hiểu điều đó luôn. Ok, hoàn toàn hiểu điều đó. Tuy nhiên thì cái việc học là việc của các bạn. Ok, 4 năm đại học, 3 năm, 4 năm đại học, nó là cái câu chuyện của các bạn. Và thực sự là gì, các bạn có thể nghĩ rằng là cái này nó rất là quan trọng, nhưng thầy xin nói cái này là khi mà các bạn tốt nghiệp đại học rồi, giả sử như các bạn học lên thạc sĩ, các bạn học lên tiến sĩ, thì sau khi các bạn tốt nghiệp không một ai quan tâm đến cái việc là các bạn học cử nhân ở đâu. Giống như bây giờ khi mà các bạn đã vào đại học rồi, ok, khi mà các bạn đã vào đại học rồi thì không ai quan tâm đến cái việc rằng là Bảo Long ơi, con học ở cái trường này cấp 3 nào vậy con? Con học trường chuyên à? Mai Uyên là con học trường chuyên. Ôi sao mà giỏi quá vậy? Khi mà con đã vào đại học rồi, không ai quan tâm đến câu chuyện đó đâu. Ok? Tương tự như vậy, khi mà con đã lên thạc sĩ rồi, thì cũng sẽ không ai quan tâm tới cái việc là con học đại học được. Tức là người ta chỉ quan tâm đến cái bằng gần nhất của con mà thôi. Ok? Rồi. Thế trường hợp em tốt nghiệp đại học ra, xong rồi em đi làm thì sao hả thầy Nam? Thế thì cái bằng đại học nó có cái giá trị gì? Tại sao mà các trường người ta, rất là nhiều người ta vẫn đổ xô vào học các trường top? Thế thì thầy phải 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 clarify, nó nói điểm này. Sau khi các bạn tốt nghiệp đại học và các bạn bắt đầu đi làm, thì chỉ sau khoảng 2 năm đến 3 năm, không còn ai quan tâm đến cái việc là các bạn tốt nghiệp đại học ở đâu cả. À, đương nhiên cái bằng đại học của các bạn tốt nghiệp thì để người ta bổ sung hồ sơ, nhưng mà người ta sẽ không quan tâm là các bạn đã tốt nghiệp đại học ở đâu. Vì sao? Sẽ vì sau 2 đến 3 năm mà các bạn tốt nghiệp thì người ta chỉ quan tâm đến cái việc là ok, Huy, sau khi con tốt nghiệp đại học, con đã làm cái gì? Ok. Và nếu mà các bạn nào mà đã tham dự cái buổi của anh Huy của tuần vừa rồi chẳng hạn, thì chắc là các bạn cũng nghe anh Huy cũng chia sẻ thẳng thắn luôn cái điểm SAT và cái điểm IELTS của anh Huy. Ok, cũng không phải là một cái gì mà 1.500 rồi, nếu mà so sánh với cái tiêu chuẩn của các bạn siêu sao bây giờ thì thực sự cái con số đó nó không phải là cái gì quá nhiều to tát. Nhưng mà rồi sao, kinh nghiệm làm việc bây giờ của Huy là cực kỳ tốt, thực tập ở một trong những tập đoàn cái okay, investment banking lớn nhất, uy tín nhất trên thế giới, investment banking Goldman Sachs, đúng không? Và Huy cũng chia sẻ đó, kiếm tiền đấy, công việc mọi thứ rất tốt, công ty 150 người mà chỉ có một mình anh Huy là sinh viên quốc tế mà thôi, còn lại toàn là người Mỹ, 149 người còn lại toàn. Ok, thì nếu bạn nào chưa nghe cái video đó, chưa 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 xem cái được cái video đó, thì thầy xin gửi cái đường link ở đây để cho các bạn xem cái video nhé. Ok, thầy nghĩ rất là có ích, ok, để cho các bạn định hình cái tương lai của mình nhé. Đó, thì gửi đường link ở đây. Ok, nào, thế thì quay đi nói lại, nghĩa là sao? Cái việc mà các bạn được để SAT, IELTS tại thời điểm này nó sẽ giúp cho các bạn vào được cái đại học và có thể xin được nhiều học bổng. Nó quan trọng. Ok, nó quan trọng tại thời điểm này. Nhưng mà về lâu về dài thì cái việc mà các bạn học đại học nào, ok, nó không còn quá quan trọng nữa, mà nó sẽ còn phụ thuộc vào cái việc là cái kinh nghiệm làm việc. Ok, các bạn làm việc ở công ty nào. Ủa nhưng mà nếu như vậy thì nói như vậy thì cái giá trị của cái bằng mà học những trường top đó là như thế nào? Thế thì các bạn sẽ xem như thế này. Bây giờ giả sử như các bạn vào được một cái trường top Ivy League, ok, đấy, Cornell, whatever gì đó, cái okay, Harvard, whatever. Thì thầy có thể xin khẳng định với các bạn có một tấm vé vào đời cực kỳ tốt. Thầy chỉ nói là tấm vé vào đời thôi. Ok.
Nghĩa là với một cái bạn ở Harvard, cái khởi điểm của các bạn về mặt sự nghiệp có thể sẽ tốt hơn và đi nhanh hơn so với nhiều bạn khác. Ok, giả sử bây giờ một bạn là tốt nghiệp học bách khoa ngoại thương và so với một bạn tốt nghiệp Harvard chẳng hạn, thì các bạn tốt nghiệp Harvard sẽ có nhiều sự lựa chọn về nghề nghiệp hơn. Ok, có nhiều sự lựa chọn về nghề nghiệp hơn, đồng thời có nhiều cái cơ hội hơn. Ok, so với một bạn tốt nghiệp bách khoa hay ngoại thương ở Việt Nam. Là chúng ta phải công nhận điều đó, đúng không? Nhưng nó chỉ dừng lại ở cái điểm là một tấm vé. Có nghĩa rằng là quay trở lại câu chuyện chỉ khoảng 2 đến 3 năm, 4 năm sau khi các bạn tốt nghiệp đại học rồi và các bạn bắt đầu đi làm. Lúc đó người ta sẽ hỏi, ủa Nhi ơi, trong vòng 3 năm vừa rồi kinh nghiệm của Nhi làm việc là như thế nào? Tùng Lâm ơi, Tùng Lâm đã làm công ty gì? Trách nhiệm của Tùng Lâm là làm sao? Ủa gì kỳ vậy? 2-3 năm rồi mà tại sao lương sự nghiệp thì không có lên gì hết trơn vậy? Ok, những cái vị trí mà không vị trí cao vậy sẽ đi làm công việc gì đâu, không mà kinh nghiệm nó không có nhiều. Thì lúc đó các bạn cái tấm vé đó nó hết giá trị. Khi mà các bạn đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc, tức là ví dụ như 22 tuổi các bạn tốt nghiệp đại học, 27 tuổi là 5 năm, thì đến 27 tuổi mà các bạn không có ở một vị trí mà kiểu như là lãnh đạo tầm trung, middle manager ở một cái công ty nào đó, ok, thì thầy nghĩ cái sự nghiệp của các bạn vậy là gì, và các bạn không thể là dùng cái bằng đại học của mình ra là nhưng mà hồi tôi tốt nghiệp từ một trường ok fine I understand that but so what, trong 5 năm vừa rồi anh đã làm gì? Ok, và các bạn hiểu rằng là gì, đó là tại sao mà có một số thầy cũng thấy một số anh chị ở Việt Nam rồi là sao, tốt nghiệp ở ngoại thương bách khoa hoặc là một số trường tự nhiên, ok, xã hội nhân văn, sau đó đi làm thời gian vài năm, sau đó lấy một cái bằng MBA sang học bổng thạc sĩ MBA, ok, ở một trường top, thế là sự nghiệp cũng thay đổi, ok, đi lên. Thầy cũng có một học sinh cũ, ok, thầy cũng có một học sinh cũ, để thầy mở LinkedIn lên cho các bạn xem nhé, tại vì LinkedIn là cái nơi mà thầy vẫn còn giữ các cái mối contact với một số cái đồng nghiệp cũ của thầy, học sinh cũ, ok, nào, chị, Vũ, ok, đây, chị Vũ, không phải, từ từ, chị Vũ, ở đây 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 đồng nghiệp, học sinh cũ đấy, thì ở đây có thể là một cái câu chuyện mà các bạn có thể nhìn thấy đây, thì bạn này ok đang làm ở Google, thì câu chuyện là gì, bạn ấy bắt đầu từ Remit, Remit Việt Nam, ok, sau đó thầy có dạy Gmail, ok, Gmail và làm hồ sơ và hướng dẫn cho chị này đi ha, chị này đi, gọi là chị đi cho nó trẻ ha, chị này săn cái học bổng thạc sĩ, nhưng mà sau đó bạn ấy quyết định không đi nữa, bạn ấy tập trung làm việc, thì bạn ấy tốt nghiệp Remit xong rồi các bạn làm, bạn ấy làm ở HSBC, ok, ngân hàng, sau đó chuyển sang Unilever, ok, Unilever bắt đầu từ một cái vị trí Management Trainee, sau đó lên quản lý, và sau đó từ cái vị trí ở thành phố Hồ Chí Minh bạn ấy sang Singapore, từ Unilever của Singapore các bạn ấy sang Google Singapore, và từ Google Singapore bây giờ đang là Google Mỹ. Ok, thế thì thầy có thể nói với các bạn là nào, đương nhiên thầy chỉ đang lấy một cái ví dụ, ok, một cái ví dụ để cho các bạn xem cái điểm ở đây thầy nói rằng là gì, cái bằng đại học của các bạn đúng nó quan trọng, nhưng thầy chỉ nhấn mạnh là nó quan trọng trong vòng các bạn đâu có độ tuổi từ khoảng 22 đến 24 mà thôi, còn sau 24 25 tuổi các bạn chưa có những cái thành tựu về nghề nghiệp, các bạn không học thêm bằng tiến sĩ, thạc sĩ gì đó, có một cái bằng cấp mới hoặc là cái kinh nghiệm của các bạn không đủ lớn, thì câu chuyện rằng các bạn cũng sẽ không thể nào phát triển lên được, và cái bằng mà các bạn rất là tự hào nó không còn giá trị nữa. Ok, thế ra cái bằng đại học của các bạn dù nó có là cái bằng Ivy League hay là cái bằng gì đi chăng nữa, thì cái này không phải là thầy để mà thầy diss, nhưng mà đây là cái thực tế về nghề nghiệp và công việc, các công ty khi người ta nhìn vào, người ta tuyển dụng, người ta xem các bạn
người ta hỏi về kinh nghiệm của các bạn. Ok, và một cái thực tế là cái bằng đại học nó chỉ có tác dụng như vậy, nó là một cái tấm vé cho các bạn vào đời. Ok, và các bạn tốt nghiệp trường tốt, trường top thì các bạn có một cái tấm vé nó tốt hơn người khác, các bạn có một cái khởi điểm tốt hơn người khác. Nhưng cuộc đời của các bạn nó là một đua marathon chứ không phải là một cuộc chạy đua 100 mét. Nào, các bạn đều rõ ràng điều đó, đúng không? Ok, nó là cuộc đua marathon. Có nghĩa rằng là gì? Bạn có thể có một cái xuất phát điểm nó tốt. Ok, đấy. Nhưng mà nếu mà các bạn không cố gắng, nếu các bạn không liên tục nâng cao kỹ năng của mình, thì rất có thể các bạn sẽ bị đào thải. Rất có thể người khác sẽ, khả năng rất cao là người khác sẽ bắt kịp, sẽ bắt kịp và vượt qua các bạn. À, đây là một cái thực tế, đây là một cái thực tế, không 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 không, không thể chối cãi được, không thể chối cãi được. Đấy, thế đây là cái độ bền bỉ của các bạn trong công việc, điều đó cực kỳ quan trọng. Ok, và chúng ta sẽ cần nghĩ đến một câu chuyện dài hơi. Nhưng mà thầy ơi, tại sao mà thầy nói vì em mới có 18 mà thì nói mấy cái này làm gì nó xa quá? Bởi vì thầy nói cái điểm này để mà khi mà các bạn hôm nay chúng ta cũng nói về cái mục tiêu và chúng ta nói về cái trường, đúng không? Mục tiêu và trường thì cái điểm ở đây là gì? Khi mà các bạn chọn ngành, tuần trước thầy đều có nói với bạn, các bạn nói cái là nhất con thầy không biết con học ngành gì nhưng mà thầy không biết con đi nước nào, nhưng mà bây giờ con cố gắng giúp thầy là làm sao mà nếu mà con đi Mỹ hoặc là một số các nước tương tự như vậy thì con nên có ít nhất là hai bằng đại học, học hai ngành. Ok, đừng chỉ học một ngành, ít nhất là học thêm hai ngành, tại vì thực sự là thầy cũng không biết rằng là sau này khi mà con tốt nghiệp, ok, cái thực sự là không không biết là khi mà con tốt nghiệp rồi đó, thì cái thị trường lao động nó sẽ như nào, công việc nó sẽ biến đổi ra làm sao, tất cả những cái yếu tố đó nó cộng lại, đúng không? Tất cả những yếu tố đó cộng lại nó còn một cái câu chuyện. Rồi thế thì việc học nhiều bằng, các bạn có nhiều cơ hội. Nếu mà giả sử khi các bạn tốt nghiệp có những vấn đề gì, các bạn đều có thể kiếm được việc nhiều hơn, đúng không? Dễ dàng hơn. Đấy. Rồi thầy nghe là tung lắm. Ừ, con có nói đi. Các bạn có câu hỏi nhé. Thì nhắc lại nha, cái lớp này, ok, thầy có một dàn ý cho lớp nhưng mà thầy sẽ đi theo các câu hỏi của các bạn nhé. Ok, tùng lập con cứ cứ nói thầy nhé. Mạng chập chờn gì đó. Ok, phần word, phần file word này. Ok, phần file word, tại vì cái phần file word này tuần trước thì chưa làm xong, hôm nay thầy vẫn đi tiếp, thành ra rằng là thầy để thầy thầy gửi, tại vì thầy chưa có làm xong á, thế thành ra là thầy cũng chưa có gửi. Rồi thầy gửi cho mọi người rồi nhé. Ok, cứ lấy file về, con sẽ tự nhiên cái này activated gì đấy trời. Nào, thế thì các bạn cần phải nhìn một cái con đường lâu dài hơn. Và giả sử như bây giờ điều kiện tài chính của các bạn, gia đình của các bạn mà nó dư dả, thoải mái, ok, ba mẹ con đóng được khoảng 500 600 triệu một năm, nó thấy 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 là dư dả thoải mái đó, 300 triệu, 400 triệu, 500 triệu, sau 500 triệu, 600 triệu thoải mái, còn cao hơn nữa là tuyệt vời. Thật sự tuyệt vời, các bạn sẽ có rất nhiều sự lựa chọn. Ok, các bạn sẽ có rất nhiều sự lựa chọn về về về, về trường, về nước, về cơ hội. Nha. Đấy, tuy nhiên quay trở lại câu chuyện này là nếu như cái điều kiện tài chính của gia đình các bạn nó không được thoải mái như vậy thì các bạn sẽ cần phải nhìn vào một cái con đường nó lâu dài hơn. Bởi vì như thầy nói là gì? Cái bằng của các bạn, ok, nếu khi mà các bạn lên học thạc sĩ hoặc là như trong trường hợp ok chị My tuần này ha, thì chị đi học tiến sĩ, thì bây giờ chị My học tiến sĩ là tiến sĩ của Đại học John Hopkins, thì khi mà chị My tốt nghiệp Đại học John Hopkins thì không một ai còn quan tâm đến cái việc là ô hồi đó chị học cấp 3 trường nào, chị cũng không học trường chuyên, chị không học trường chuyên là Thành phố Hồ Chí Minh, không học trường chuyên nhé, không học trường chuyên, điểm SAT cũng phải là 1.500 IELTS, cái đó chủ nhật tuần này, ok, 10 giờ sáng có cái buổi chia sẻ của chị My, các bạn có thể hỏi chị My luôn, chắc là chị My cũng sẽ chia sẻ được như anh như 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 anh Huy thôi, cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng mà bây giờ khi mà chị ấy tốt nghiệp John Hopkins thì mọi người sẽ đây là tiến sĩ đại học John Hopkins, chứ không ai nói rằng là đây là một học sinh cấp 3 của cái trường gì đó đấy, nhưng mà là tiến sĩ đại học John Hopkins, một cái trường top 10 của Mỹ. Ok,
Thế thì khi mà các bạn không có nhiều tài chính thì liệu rằng mà thầy biết là thầy nói cái này thì thầy biết là thầy nói cái này thì chắc là người bạn có thích kỳ kỳ đúng không? Đấy thì cái câu chuyện là có thể là cái việc học cử nhân đại học mình không cần phải đầu tư quá nhiều, mình có thể học một cái nước mà nếu mà giả sử tài chính của gia đình mình nó không có, nó hơi eo hẹp thì mình có thể chia ra mình học cử nhân nó rẻ rẻ thôi, nước nào cũng được hết, thậm chí cả Việt Nam vì uni Fulbright cũng được tùy. Nhưng sau đó mình đi làm khoảng 24 tuổi mình đi học thạc sĩ và mình sẽ nhắm vào một cái trường MBA top đầu trên thế giới và đây sẽ là cái bằng của mình và đó là một cái con đường mình đi. Thì lúc đó tại vì ok cái câu chuyện là cái khi mà các bạn học 24 tuổi 25 tuổi thì học MBA đi chẳng hạn, okay, các bạn có thể đi theo một hướng hoàn toàn khác trong công việc, trong cuộc sống của các bạn. Mà chưa kể là gì, khi các bạn bắt đầu đi làm ở 22 tuổi rồi, lúc đó các bạn sẽ nhận ra là những thứ rằng là ok, bây giờ các bạn có thể nói là ok, tôi thích học ngành này. Nhưng mà chưa chắc gì đến lúc mà các bạn tốt nghiệp đại học ra thì cái ngành đó đã còn, đúng không? Mà các bạn sẽ phải làm cái ngành khác, phải thích nghi với môi trường. Và ở điểm ở đây là nếu như nó còn, các bạn làm. Nhưng mà các bạn làm xong rồi các bạn wait. This is not what I want. Ok. Nó không còn là cái mà các bạn thích nữa. Các bạn chợt nhận ra là các bạn làm cái việc đó rồi xong rồi maybe not it, not really. Ok. Thế thì lúc đó các bạn đổi. Các bạn có một cái bằng MBA, các bạn hoàn toàn có thể đổi. Đổi nghề, đổi hướng. Ok, rất là nhiều. Đó. Và cái nghề nghiệp của các bạn và cái công việc và nghề nghiệp của các bạn nó là một cái con đường rất là lâu dài của đua marathon, có nghĩa là các bạn có thể rẽ hướng, ok, rẽ hướng như thầy, rẽ hướng như đồng nghiệp của thầy đúng không, thầy không làm tài chính nữa giờ thầy làm giáo viên thầy làm giáo viên đúng không, có người làm việc khác đấy, rất là cái sự đa dạng nhá. Rồi thế nên là suy nghĩ về cái tiền mà thầy muốn các bạn có một cái bức tranh tổng thể dài hơn, nhiều hơn. Tại câu chuyện vì sao, vì ngày hôm nay này thầy có tư vấn trên Facebook cho một một một, một chị và đây là cái điểm mà thầy rất là muốn chia sẻ với các bạn luôn. Đó là chị ấy hỏi thầy về cái việc là tìm trường, ok, tìm trường để chuyển tiếp chị học cao đẳng cộng đồng ở thành phố Houston và cần tìm cái trường để chuyển tiếp lên. Tuy nhiên cái ngân sách của gia đình ok không được cao, chỉ độ khoảng 15 20 ngàn năm bao gồm cả chi phí ăn ở. Thì thầy mới nói là gì? Thực sự rất là khó. Thực sự rất khó. Đấy. Thế nhiều bạn lúc mà đi du học, ok nghe đi Mỹ thế là bắt đầu đi cao đẳng cộng đồng. Cái cao đẳng cộng đồng nó rẻ, 2 năm cao đẳng cộng đồng rẻ mà, đâu có vấn đề gì đó. Nhưng cái vấn đề là khi mà các bạn học cao đẳng cộng đồng. Ok. Khi mà các bạn học cao đẳng cộng đồng. Đó. Thì 2 năm đầu thì rất rẻ, nhưng khi mà chuyển tiếp từ năm thứ hai đến thứ ba, khi mà hết cao đẳng cộng đồng chuyển tiếp từ năm thứ hai đến thứ ba, các trường đại học chuyển tiếp transfer gần như không có học bổng mấy so với những bạn các anh chị ở Vela là gì, thầy nói thầy không quan tâm, còn nếu mà gia đình con còn không có tài chính nhiều thì con càng phải nộp để xin học bổng ngay từ năm nhất, con đừng đi con đường cao đẳng cộng đồng, bởi vì đến năm ba năm tư khi mà con chuyển tiếp lên từ năm ba năm tư năm hai đến năm ba, xin lỗi với cái mức thầy thầy cũng nói luôn ở cái hôm sáng nay, ngay chiều nay thầy mới tư vấn cho cái chị đó, với cái mức mà 25 30 15 20 ngàn thì thực sự quá khó để có thể kiếm một cái trường cho nó phù hợp với cái chi phí này, thầy sợ là thầy không giúp được, thầy thầy rất là xin lỗi. Ok đấy thầy thầy sợ là thầy không giúp được, thầy rất là xin lỗi, không không thầy nói luôn mà, tại vì với cái mức đó khó quá, tại vì chuyển tiếp người ta không cho học bổng, người ta cho học bổng các bạn khi mà các bạn vào học đại học năm thứ nhất. Ok. Are you good? Ok. Go, go, go. Good. Ok. Đấy. Thế thì chú ý giúp thầy. Chú ý giúp thầy cái điểm đó nha. Ok. Các bạn cần phải tính một cái con đường tài chính lâu dài chứ không phải chỉ nhìn thấy rằng là nó tiết kiệm ngay trước mắt mình như vậy. Ok. Ok. Nó tiết kiệm ngay trước mắt mình như vậy. Nha. Đó. Thì cao đẳng cộng đồng ở Vela thầy không nói bất kỳ một anh chị nào ở đây đâu. Ok. Đấy. Bởi vì cao đẳng cộng đồng về lâu về dài nó không có tiết kiệm nha các bạn.
thậm chí là thầy ngồi làm cái bài toán cho các bạn. Ok, ở đây nè, ở đây thì chia sẻ hết nhé. Thầy vẫn chưa đi vào cái việc là giới thiệu trường đồ này kia đâu, nhưng mà thầy muốn các bạn có một cái tổng quan về tất cả các nước, tất cả các cái trường để các bạn suy nghĩ nha. Thầy lấy ví dụ cao đẳng cộng đồng, 1 năm đầu, 2 năm đầu chi phí nó rất rẻ, thầy xin khẳng định điều đó. Ok, à, học phí có thể là chỉ có 5.000 thôi, 7.000 đấy, 5.000, 7.000, ok, hoàn toàn đồng ý. Cộng thêm chi tiêu cá nhân ăn ở, ok, khoảng 13, 15.000, thì như vậy thì tính rẻ rẻ đi là khoảng 18 đến 20.000 một năm, tức là 18.000 đi nha, cơ là cộng đồng. Rồi, năm thứ nhất 18.000, năm thứ hai 18.000. Nào, bây giờ thầy nói cái trường nó rẻ rẻ, nhưng trong cái trường hợp của cái chị Triều này, thầy có tư vấn ở trên trang fanpage của Bella là University of Houston. Okay, cost of attendance. Thì mấy chị này học cái trường cao đẳng cộng đồng thành phố Houston. Thì cái trường này rất là rẻ. Rẻ, rẻ ở thành phố Houston. Rồi, thì bây giờ thầy nói rẻ. Thầy nói rẻ nha. Thầy nói rẻ. Ok. Đấy, thầy nói rẻ. Thì, đây. Nhìn phải chú ý chi phí nha. Non-resident, mình sẽ là non-resident. Chúng ta là học sinh quốc tế. Chúng ta phải làm bản là chúng ta có quốc tịch. Còn đối với những bạn nào mà có quốc tịch Mỹ, thì các bạn phải là người ở cái bang đó, thì lúc đó các bạn mới có cái chi phí là 1.000, và không, tiền học là 27.000. Tiền học 27.000 cộng với chi phí ăn ở, ok, 11.000, cộng thêm book supply rồi này kia khoảng 13.000, 13.000 đúng không, 12.000 rưỡi, 13.000 chưa có vé máy bay nhé, chưa có vé máy bay, và hoàn toàn chưa có phần chi tiêu cá nhân. Đúng, các bạn trả tiền ký túc xá, các bạn trả tiền ăn, các bạn trả tiền ở, nhưng mà ủa, các bạn đi bây giờ, các bạn đi ra ngoài đường, các bạn gặp mấy bạn bè, các bạn uống một ly Starbucks, tiền nó ở đâu ra, đúng không? Đấy, có hay là các bạn đi chơi với bạn bè, xong rồi các bạn thêm cái nhà hàng nó ngon ngon vào đó ăn, tiền nó đâu ra, tiền đâu, đúng không? Đó là chi phí sinh hoạt cá nhân. Thế ra thầy mới tính là 15.000, thì bây giờ cộng lại 27.000 không có học bổng nhá, cộng với 15 thì cho các bạn chi tiêu khoảng 2.000 đô một năm. Ok, thì 27 cộng 15 đúng không, là 42 rồi, 42. Tổng cộng lại thì đang tính rẻ nha. Thì đang tính rẻ. 4 năm của các bạn đại học là 120.000. 120.000. Ok. Rồi. Bây giờ lấy một vài cái ví dụ của các anh chị trên của về lại. Ha. Ok. À, của năm nay đi. Thầy đừng không, thầy không lấy năm ngoái. Năm nữa, năm trước nữa. Cái đó nó trễ quá này. Ít tốt. Nào, thì lấy một vài cái anh chị. À, đây có cái phần chi phí này. À, đang có một cái series podcast nói về chi phí ăn ở sinh hoạt luôn, ở Trung Quốc, ở Mỹ, ở Trung Đông luôn, ok, nhiều nước và cả ở châu Âu luôn, ok, cho các bạn nghe luôn. Thế thì thầy lấy câu chuyện của chị Kiều Na đi thôi, anh chị này chị học phí 100% mà thầy không nói, ok, cho một phần thôi, ok, học phí 100% là chạy, không chơi, không chơi. Nào, thầy lấy ví dụ của chị Ý Như đi, Furman, ok, thì như vậy là 225.000 cho, như vậy là còn đóng lại bao nhiêu? Còn đóng lại 23.000 một năm, tức là bao gồm ăn ở rồi nhé, bao gồm chi phí cá nhân rồi nhé, bao gồm tiền tất cả mọi thứ rồi. Thì bây giờ nếu mà thầy đánh 23.000 thì cho luôn 25.000 đi, thì tính 25.000 luôn, làm tròn luôn 25.000 mỗi năm, thì cái đó học 4 năm nó vẫn rẻ hơn học cao đẳng cộng đồng, sau đó chuyển tiếp lên một trường đại học rẻ ở Mỹ. Và đây là lý do vì sao mà thầy không khuyên bất kỳ một anh chị nào ở Vela học cao đẳng cộng đồng. Ok. Đấy, học cao đẳng cộng đồng. Đấy. Nào, một số lưu ý. Thầy Nam không khuyên các bạn học cao đẳng cộng đồng. Vì tính ra 4 năm chi phí không hề rẻ hơn so với việc xin học bổng đại học ngay từ năm đầu. Ngay từ năm đầu. Ok, không hề rẻ hơn. Not that different. For all honesty. Ok. Đó. À, thì cái câu này, con và gia đình có muốn gì? À, với điều kiện tài chính của gia đình, con đã tính tới câu chuyện dài hơi của việc học và đi làm chưa? Ok. À, vì khi bạn đã tính tới, vì khi bạn tốt nghiệp đại học 2 năm, đại học sau 2 tới 3 năm,
thì bằng đại học của các bạn là gì? Không còn quan trọng, không còn quan trọng, không quan trọng. Thế xin khẳng định luôn, không còn quan trọng, không còn quan trọng. Ok, đấy. Thực tế nó hơi phũ phàng như thế. Dù là con tốt nghiệp Harvard, Harvard. Ok, đấy, đây là cái chỉ đó gì đó, thì cũng không cần. Đấy, ok, nhá. Ở Đình Nguyên hình như là con vào nhầm lớp với con. Ok, cái lớp này là lớp hồ sơ, chứ thầy không có office hour con ạ, nhá. Thầy không có office hour tối thứ năm nữa, nhá, Đình Nguyên nhá. Sorry con. Nào. Ok, rồi. Nào. Tiếp. Ok, khi mà tốt nghiệp đại học sau 20 năm, bạn đại học các bạn là gì? Không còn quan trọng. Quan trọng là kinh nghiệm làm việc. Vì thế, nếu bạn có bằng thạc sĩ thì không còn ai bằng thạc sĩ và tiến sĩ, thì không còn ai quan tâm bạn tốt nghiệp đại học ở đâu. Vì thế, hãy cân đối tài chính cho một con đường lâu dài. Tại vì mục tiêu cuối cùng, nào bây giờ thầy không biết ở đây các bạn có ai bất đồng ý kiến với thầy không về cái vấn đề này, nhưng mà cá nhân thầy thì thầy thấy rằng là gì? Tất cả mọi người ai rồi cũng sẽ cần phải đi kiếm tiền. Thành ra là thầy luôn đặt cái yếu tố là kiếm tiền, ok, lên đầu. Tức là khả năng mà các bạn tốt nghiệp, các bạn ra, các bạn kiếm tiền thì không quan trọng là các bạn làm thế nào. Thì không quan trọng là các bạn học ngành gì. Quan trọng là khi mà các bạn đi ra tốt nghiệp đại học, các bạn có thể kiếm được nhiều tiền hay không. Tại vì các bạn kiếm được nhiều tiền thì làm một cái rất là tốt cho bố mẹ các bạn, đúng không? Hỗ trợ cho bố mẹ các bạn và cho tương lai của các bạn. Nếu có như thế, không cần nhất thiết phải nên là triệu phú đô la, tỷ phú đô la, nhưng mà có một cái nguồn thu nhập ổn thì sống thoải mái, đúng không? Sống thoải mái. Đấy. Nhiều khi là sau này các bạn có con cái thì muốn cho con cái các bạn đi du học, các bạn không cần phải lăn tăn là bây giờ nhà tôi chỉ có 400 500 triệu một năm thôi, đây là cái mức tối đa mà gia đình có thể lo được. Lúc đó thì các bạn có nhiều hơn, đúng không? Các bạn cho con cái các bạn đi học thoải mái hơn, có chuyện bình thường, có chuyện rất là bình thường đấy. Mình có tiền, mình có tiền có thể không hạnh phúc, nhưng mà không có tiền á thì khả năng rất là cao là không hạnh phúc rồi. Ok, công công cụ đúng không? Đấy. Thế là bạn nào mà bất đồng ý kiến với thầy về cái vấn đề đó, quan điểm đó, thì cứ cứ nói thầy nhé, cho thầy một cái góp ý nhé. Như thầy đã nói là lớp mình á, là cái lớp này nè, là thầy sẽ đi theo cái câu hỏi của các bạn nhá. Thành ra là cứ hỏi nhiều lên tiếp thầy. Ok rồi, thế thì hãy suy nghĩ về cái vấn đề tiền bạc nhé. Tại vì ngày hôm nay là chúng ta có cái bài tập đấy, thầy sẽ đưa cho các bạn một cái bài tập này, và câu hỏi đây, và câu hỏi này thầy có những cái câu hỏi như thế này. Ok, thì mục tiêu của thầy là thầy sẽ một ngày hôm nay sẽ cung cấp hết cho các bạn tất cả những cái thông tin, hoặc là không thể chắc chắn là không hết được, nhưng mà nhiều cái thông tin về để giúp cho các bạn bắt đầu tự nhận định hình một chút nhé. Nên là tại thời điểm này thầy vẫn đang nói một cái gì đó nó vĩ mô, nó to lớn, nó bự bự, ok nhé. Rồi, thế thì mục tiêu du học của các bạn tuần trước thì đã nói rất nhiều, và lát nữa các bạn sẽ ngồi điền cái này cho thầy nhé. Tại vì mỗi một bạn ở đây sẽ là một cá thể khác nhau, mỗi một bạn ở đây sẽ có một câu chuyện khác nhau, mỗi một bạn ở đây sẽ có một ngành nghề khác nhau, không ai giống ai hết. Thành ra là thầy muốn các bạn chia sẻ càng kỹ, ok, dựa trên những cái gì mà thầy đã chia sẻ đây nè. Ok, tùy con muốn cái gì cũng được nhá, nhưng mà con phải là người nói cho thầy biết con muốn cái gì. Chứ thầy không thể nào thì định hình cho con được là con ok phải như thế này, con phải như thế kia, tại vì điều kiện tài chính của mỗi gia đình khác nhau, đúng không nào? Ok rồi, ok nha. Rồi nào, thầy đi tiếp với câu du học. Mục tiêu du học thầy cũng đã hỏi rồi, học những ngành nào, thầy đang ghi những luôn nhé, cố gắng làm sau 2 ngày giúp thầy nhá. Rồi, yếu tố nào là quan trọng nhất với bạn khi mà chọn trường? Ok, tại vì khi các bạn chọn trường thì các bạn chọn quốc gia, ok, chọn nước luôn, đúng không? Đi học nước nào? Thế thì bây giờ để thầy giới thiệu sơ qua một tí về các cái nước cho các bạn nhé, để cho các bạn suy nghĩ và xem xét chút, suy nghĩ xem xét nhé. Yếu tố nào quan trọng nhất khi bạn chọn trường? Ok, bạn muốn học quốc gia nào?
Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào cái bản đồ thế giới. Tuy nhiên, trước khi mà chúng ta bước vào phần này tiếp theo thì thầy xin một vài phút để thầy quảng cáo cái này, nó là giống như YouTube video chạy một nửa bắt đầu đi quảng cáo. Đây, quảng cáo. Thứ nhất, sáng chủ nhật tuần này, ok, sáng chủ nhật tuần này là cái buổi chia sẻ của chị My. Ngày mai thầy sẽ gửi cái đường link ra, là đường cái link lớp của thầy. Sáng chủ nhật tuần này 10 giờ. Chị My là nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành toán và toán ứng dụng của Đại học Johns Hopkins, nghiên cứu tiến sĩ ha. Thì cái câu chuyện đó của chị cũng rất là, cũng khá là hay, tại vì chị ấy bắt nguồn từ một người không phải là dân chuyên toán, không phải là, không hề là dân chuyên toán luôn, ok đó. Nhưng mà bây giờ lại đi hướng vào toán, lại ứng dụng toán, và toán ứng dụng data statistics, data data science statistics, ok. Thì nó là một câu chuyện khác đấy, cũng là một cái con đường gọi là đổi hướng, đúng không? Cấp ba học khác nha, cấp ba không học chuyên toán luôn. Đó, vì cuối cùng lên tiến sĩ là toán. À, và bây giờ các bạn thấy toán ứng dụng nhiều nhiều mảng rồi đúng không? À, xác suất thống kê, data science là chắc chắn dùng toán này, computer science chắc chắn dùng toán này, nghiên cứu dữ liệu chắc chắn dùng toán này. Đó, à, ok, AI cũng dùng toán này, đó, cực kỳ ứng dụng rất nhiều nhá. Cho nên chủ nhật tuần này 10 giờ sáng rất hy vọng là các bạn sẽ tham gia. Ok, và câu chuyện tuần này và tuần sau nó sẽ hơi khác nhau một tí. Tuần sau là của anh Sang, AI nghiên cứu sinh tiến sĩ tại tại sorry, tại Stanford. Ok, cũng là cựu học sinh của Bella lai khóa đầu. Rồi nào thầy, có thêm một cái nữa thì quảng cáo một chút, thì cái câu chuyện về cái chương trình mà giới thiệu học sinh ở Bella thì đã được triển khai từ lâu rồi, nhưng mà thầy thấy trong cái thời gian vừa qua thì thầy rất cảm ơn mọi người đã hỗ trợ. Tuy nhiên có một vấn đề là thì khi thầy mặc dù là thầy đã gửi cái này này, đã gửi cái thông báo này này, cái nhận 100 triệu, tức là thầy hỏi hết á, thầy hỏi hết mọi người á, mọi người ơi, ok, đấy, thì bây giờ vẫn có một số phụ huynh nói là tôi giới thiệu học sinh vào tháng 2, học sinh học như thế nào, thì tức là nó còn khá là lộn xộn, và nhiều khi là nhiều phụ huynh cũng không có biết là ok tôi giới thiệu cho bạn đó là bạn đã học ở Vela hay không, mà phụ huynh cũng quên luôn, hoặc là các bạn này, chính bản thân các bạn cũng quên luôn là mình đã giới thiệu bạn đấy, đó, thế đó là thầy không muốn để sót như vậy. Ok, mặc dù đúng thầy đi nhắc như vậy, nhưng mà thầy muốn các bạn đã giới thiệu là các bạn phải nhận được tiền, các bạn đã giới thiệu các bạn phải nhận 1 triệu, thầy muốn điều đó. Thật ra là hôm vừa rồi thì cũng nghĩ làm sao mà mình có thể tự động hóa được, làm sao cho nó tốt hơn. Ok, thế thì các bạn nào mà đã giới thiệu hoặc là đang giới thiệu các cái bạn bè của mình đến với Vela, ok, thì thầy nhờ các bạn đăng ký cái này giúp cho thầy. Cái này nó sẽ liệt kê cái form, chỉ đăng ký cái form mà thôi, bao gồm có thông tin tài khoản ngân hàng các bạn, tên của các bạn. Okay. Hoặc là bạn nào mà chưa giới thiệu nhưng mà nghĩ là mình có bạn bè hoặc là cũng có thể giới thiệu được thì giới thiệu nhá. Thế thì đầu tiên là cái link đăng ký. Thế thì sau cái link đăng ký này, sau khi các bạn đăng ký xong thì bộ phận marketing của Vela sẽ gửi một cái email như thế này cho các bạn. Ok, đấy, email như thế này cho các bạn. Đấy, đấy, email. Hôm nay cũng đã có 4-5 bạn đăng ký và phụ huynh đăng ký tham gia rồi. Đó. Thì nó một cái email như thế này, kính gửi cái tên và kính gửi cảm ơn, cảm ơn, và có một cái QR code. Cái QR code này và cái đường link này, ok, là bây giờ các bạn có thể tự scan, ok, và khi mà các bạn scan, các bạn đăng ký học này thì nó sẽ hiện ra cái tên của cái, tự động luôn cái tên của cái người mà giới thiệu đó. Có nghĩa là sau khi mà các bạn điền cái form đăng ký mà thầy vừa mới gửi trong chat đó, thì Vela sẽ gửi cho các bạn một cái email như vậy, có một cái QR code và một cái đường dẫn, ok, tới một cái form đăng ký mà đã có sẵn tên của các bạn rồi. Các bạn chỉ cần chia sẻ cái QR code này với bạn bè của mình, thì trong cái QR code này nó sẽ dẫn tới một cái form đăng ký ở đây. Trong cái form này giới thiệu đầy đủ về Vela, rất đơn giản đúng không? Học phí 2 triệu một tháng, ok, học không giới hạn tất cả mọi thứ. Rồi, tất cả các lớp video, các lớp. Ok, các bạn biết rồi, thầy thu âm, thầy không có edit cái gì luôn á. Ok, thầy thu âm lớp là sao, là thầy quẳng lên YouTube như vậy, thì không có editing, thầy không có cắt cái gì hết, thành ra là những cái gì thầy nói là những cái gì các bạn nhìn thấy ở trên YouTube. Bây giờ đó, những cái gì mà các bạn nhìn thấy ở đây là những cái gì mà sẽ xảy ra trong lớp học, đúng không? Thầy làm vẫn thế. Đó. Cái background nó vẫn như thế, không có gì thay đổi. Đấy. Same thing, thầy không có edit thì để lên. Ok, những cái xấu, những cái dở, những cái chưa được. Ok, mọi người có thể nhìn thấy. Không phải chỉ có những cái tốt, đúng không? Rõ ràng. Ok, mình không có thể tốt khoe xấu chê. Đó, có video các lớp mà các bạn nào mà quan tâm có thể xem. Đấy. Và ở đây đăng ký tên học sinh,
cái tên học sinh bạn nào mà đăng ký, bạn bè của mình muốn đăng ký rồi, và lớp, và sau đó là cái lịch học các bạn có thể chọn đấy. Nếu mà bạn không muốn chọn lịch học thì có thể để lại thông tin để thầy Nam liên lạc, chủ động liên lạc và sắp xếp. Và khi mà bạn ấy đóng tiền với cái email của bạn và những cái thông tin của bạn đã chọn và bạn đã điền, thì lúc đó đến cuối tháng, ok, bộ phận kế toán của Vậy Là bây giờ không cần thầy Nam đi hỏi 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 nữa, thầy vẫn sẽ đi hỏi, thầy vẫn sẽ đi hỏi, vì có thể là có một số bạn không đăng ký cái này nhưng mà thầy vẫn sẽ đi hỏi. Nhưng mà những bạn nào mà yêu cầu ví dụ như giới thiệu ê, khoảng QR code rồi, khoảng cái đường link rồi bạn mình đăng ký mà các bạn không biết, thì cuối tháng nhân sự ở okay, kế toán của Vela cũng sẽ biết rằng là a, Bảo Long là người đã giới thiệu bạn này, Đan Thanh là người đã giới thiệu bạn này, và lúc đó tự động chuyển tiền vào trong tài khoản của Đan Thanh, tự động chuyển tiền vào trong tài khoản của Bảo Long, không hỏi, không thắc mắc gì, không hỏi đi ở Bảo Long ơi có phải là Bảo Long giới thiệu Đan Thanh vào học hay không, lọc lọc đây, bởi vì cái form này đã có tên của bạn rồi, có nghĩa là cái người đó đã quét cái mã QR code có tên của các bạn ở đây, tức là mỗi người sẽ có một QR code khác nhau. Thì lấy ví dụ bạn này là Hiền Hòa, ok, đấy, một email cũng tương tự như vậy, nhưng mà ok, hiển thị hình ảnh QR code, nhưng mà khi kích vào đây thì là tên của Hiền Hòa, chỉ email và số điện thoại, tên người giới thiệu, ok, thế ra ai là người điền, ok, ai là người điền đến đâu thì đó người đó sẽ nhận tiền, đơn giản vậy thôi, và đã có số tài khoản từ cái form đăng ký của các bạn rồi, thế nó cứ tự động chuyển tiền vào cho các bạn, không cần phải mất thời gian đi hỏi và xác nhận lại là ở anh Tuấn ơi, hay là Huy ơi, hay là Tùng Lâm ơi, hay là Nhật Linh ơi, con nó có giới thiệu cái này không, hay là như ví dụ thầy 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 thầy, thầy, thầy ngồi thầy nhắc mọi người này, mọi người ơi, ok, nhắc đi thầy biết đi thầy chuyển tiền chẳng hạn, đúng không, ok, năng lý như vậy, nhưng mà vẫn có nhiều bạn quên, thậm chí là không biết cái thì mình hơi tiếc, đúng không, mình giới thiệu thì mình phải lấy tiền chứ đấy. Thế thì thầy muốn nó tự động hơn, nó rõ ràng hơn, nó tự động hơn, thì đây là cái quy trình mà Vela sẽ áp dụng luôn từ bây giờ ha. Thế nên là bạn nào quan tâm thì cứ đăng ký xong rồi nhận được cái code, và cứ cứ hàng tuần thì Vela cũng sẽ chia sẻ thêm một số cái đường link, những cái bài fanpage của Vela đang hàng tuần đó, nếu các bạn muốn quảng bá hoặc là share cho bạn bè của mình, kèm theo cái đường link và cái QR code của bản thân các bạn đó, ok, đăng lên cái trang Facebook của các bạn, xong rồi lỡ nữa ai đăng ký cái tự nhiên các bạn có tiền làm sao, đúng không, là ai đăng ký gọi là khi các bạn quăng lên cái trang Facebook của bạn, ai quan tâm sẽ ấn vào cái đường link đó đăng ký đấy, thế tự nhiên các bạn không cần phải nói, tức là mục đích của thầy là gì, các bạn không cần phải giới thiệu gì nhiều, các bạn cũng không cần đi quảng bá sale cho ai cả, không phải nói gì về Vela như thế này, đưa hết thông tin lên, xong rồi nếu mà ai thấy ổn đăng ký từ cái câu hỏi của các bạn là các bạn nhận được tiền. Nhiều khi là cái người đó các bạn không biết là ai nhưng mà họ điền cái bảng câu hỏi tên của các bạn thì các bạn vẫn nhận được tiền, dù các bạn thậm chí không biết người đó là ai, nhưng mà cái người đó đã điền cái form và đăng ký học ở Vela và đóng tiền học với cái tên người giới thiệu là các bạn, là Hiền Hòa, là Nhật Linh, là Thảo Vy, thì các bạn sẽ nhận được tiền dù bạn không biết người đó là ai, ok chưa nhá. Thầy muốn nó tự động như vậy thì nó sẽ dễ dàng cho các bạn, nhưng khi các bạn không biết có tiền mà để, không để tiền rồi nhá, không để tiền đâu nhá. Rồi các bạn nào quan tâm mình đăng ký giúp thầy thì xin lỗi, hết hết giờ quảng cáo à, sponsorship hết rồi, hết rồi, em đi. Ok, chúng ta quay trở lại tiếp câu chuyện du học của chúng ta nhé. Rồi nào, để trả lời cái bảng câu hỏi này, ok, để trả lời cái bảng câu hỏi này thầy ở đâu cái bảng câu hỏi thì đâu vậy, where's my my where's my à đây rồi, thì các bạn sẽ cần phải trả lời cái câu hỏi là cái ngân sách gia đình dành cho cái việc du học của các bạn là bao nhiêu. Cái này là cái con số bao gồm cả tiền ăn ở, bao gồm tất tần cả mọi thứ, chứ thầy không có bỏ ra nhé, ok, thầy không bỏ ra một cái gì hết, tại vì thầy có một cái câu hỏi như thế này nè, là bạn có đi làm thêm để các bạn hỗ trợ cho gia đình hay không, đúng không, đấy, thì nhiều 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 nơi nói rằng là ok, con đi học đi rồi ở châu Âu á, con đi làm thêm kiếm tiền, ok, mọi thứ sẽ dễ dàng, ok, có thể tự chi trả được, dừng, nào, đọc báo tí, du học sinh ở Úc vì giờ làm giảm, giá cả leo thang, ok, cái câu chuyện là tôi sẽ làm để tôi có thể chi trả được cho gia đình của tôi, và gia đình chỉ cần
trả tiền học thôi, gọi là không phải tốn tiền gì đó thì no. Ok, thì là khi mà thầy hỏi đây là các bạn ok có đi làm hay không, tiền bạc của gia đình các bạn như thế nào, ok tiền bạc của các bạn gia đình như thế nào rồi. Thế thì em chọn nước như thế nào? Trước khi mà nói về tiền bạc và cái chi phí ở một nước, bây giờ chúng ta hãy nhìn vào cái bản đồ một chút. Ok, thế thì các anh chị ở Vela ở đâu? Có người đi Canada, có người đi Mỹ, có người đi Trung Quốc, trường miệng của Trung Quốc, có người đi Trung Đông. Ok, ở đây này, khu vực này, đá, khu vực này, Qatar, Abu Dhabi, Trung Đông. Ok, có người đi Phần Lan, Hà Lan, Phần Lan, đâu Phần Lan đâu? Sorry, Phần Lan đây, sorry, mày đấy, Phần Lan ở đây. Xong rồi, Hà Lan ở bên này. Ok, có người đi học ở Mỹ, Belgium. Ok, rồi có người đi học ở ở Việt Nam, VinUni, Fulbright có. Ok, rồi thế thì nếu các bạn nhìn vào đây thì Canada và Phần Lan đều rất là lạnh. Ok, đều rất lạnh. Một điểm nữa, dân số của Phần Lan chỉ có 5 triệu người, dân số của Canada ba mươi mấy triệu người. Ok, Canada population, ok đấy, có khoảng ba mươi mấy, gần 40 triệu, gần 40 triệu, tức là chỉ bằng một nửa Việt Nam, chưa tới một nửa của Việt Nam. Việt Nam mình có 100 triệu người, chưa tới một nửa của Việt Nam. Ok, và các bạn nhìn thấy ở đây là gì? Diện tích của nó lớn gấp mấy chục lần Việt Nam. Phần Lan thì không lớn hơn Việt Nam nhiều, nhưng cái câu chuyện là Phần Lan nó có 5 triệu người, tức là chưa bằng một nửa của cái thành phố Hồ Chí Minh mà sống trên một cái đất nước mà diện tích của nó còn lớn hơn cả diện tích Việt Nam. Diện tích của nó còn lớn hơn diện tích Việt Nam mà dân số của nó bằng một nửa của Hồ Chí Minh. Thế có nghĩa rằng là gì? Mật độ dân số ở Canada và Phần Lan cực kỳ thưa thớt. Ngay cả khi mà các bạn ở ví dụ như thủ đô như là Helsinki, hoặc là nếu mà các bạn ở Toronto đi xuống dưới tới Úc đi, Úc đi, Úc đi, Úc này. Nhưng mà thành học Úc nó hơi nắng này, nắng ấm này, nắng trời lạnh. Thì cái mật độ dân số là cực kỳ thấp. Có nghĩa là các bạn ra đường, nếu mà các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh, các bạn ở Hà Nội và các bạn quen với cái gọi là cái nhịp sống trong cái chật chội chen chúc, ok đấy, kẹt xe, ok đấy, ra đường là thấy người. Nếu mà các bạn cảm thấy quen với cái đấy và các bạn thích cái sự đông đúc đó, thì khi mà các bạn tới Canada hay là các bạn tới Phần Lan, các bạn có thể sẽ thấy chán và buồn. Buồn và chán thì nó thật, nhất là đến khi mà mùa đông, mùa đông không hề có ánh nắng mặt trời. Ok, mọi thứ chỉ có tuyết trắng, không hề có ánh nắng mặt trời, và nhà nào thì nhà nấy cách xa nhau. Cái thời gian nhiều khi mà nghe nói chuyện mà ở Mỹ hay là Canada, ôi cái nhà gì mà tới vài trăm mét vuông gì nhiều dữ vậy, cho to dữ vậy. Việt Nam mình nghe đọc là ca sĩ gì đó sang bên Mỹ mua cái biệt thự, trời ơi cái đó không phải là biệt thự theo định nghĩa của Mỹ, đó chỉ là một cái căn nhà mà thôi. Ok, cái vấn đề là cái diện tích của cái nước Mỹ á, nó gấp mấy chục lần cái diện tích của Việt Nam mình đó. Ok, thế thành ra rằng là một căn nhà bây giờ thì nói không nghe, bây giờ cái như vậy là gì, một căn nhà Việt Nam mình thấy 100 mét nó nhìn nó lớn, nhưng mà đối với bên kia một cái nước nó gấp mấy chục lần Việt Nam thì một căn nhà 300 400 mét vuông là chuyện bình thường. Ok, đó là chuyện rất bình thường. Nào bây giờ nếu mà các bạn nói biệt thự, biệt thự nó là biệt thự đúng không? Đấy, nếu biệt thự, biệt thự thì tại vì trên báo mình hay viết biệt thự vì ca sĩ Việt Kiều số biệt thự, nó trời ơi no, nó phải là biệt thự đấy. Biệt thự là Netflix show on selling houses in California, là cái tên gì ta quên mất tiêu rồi, selling the OC, đây là biệt thự. Ok, selling the OC. Ok, đây là biệt thự, houses, houses. Ok, đây mới là biệt thự, đây là những căn nhà nhìn thẳng ra biển.
ok, nằm ở California, ok đấy. Và một cái căn này nhìn ra biển như vậy giá phải vài triệu đô, chúng ta là vài chục triệu đô đều có hồ bơi riêng, ok đấy. Diện tích nó như thế này, đây là biệt thự của Mỹ, ok. Thế là đừng mang tiêu chuẩn, nhưng nhiều khi nói là ô ok căn nhà vài 200-300 mét vuông, no, đó phải là biệt thự, ok. Báo chí nói kiểu gì thì xin lỗi, các bạn có thể xem cái show này, nhưng mà thầy có thể nói đó phải là biệt thự. Cái căn nhà, thậm chí nhà nhà của Đàm Vĩnh Hưng ở Mỹ nhìn vào, xin lỗi, đó phải biệt thự. You know, in all honesty, that's not a villa by definition of American villa. No, it's not. Nó phải. Đừng nhầm lẫn, đừng nhầm lẫn, đừng nhầm lẫn. Ok, rồi. Nếu mà bạn nào có Netflix, có thể xem cái này trong nhiều nhà đẹp. Nhiều nhà đẹp, đúng, đúng, đúng nhá, nhiều nhà đẹp. Ok. Rồi, quay trở lại câu chuyện. Thế thì, nếu mà các bạn, ok, nếu mà các bạn thích cái sự xô bồ, ok, cái sự mà bụng một phát, em đi ra cà phê, em ngồi, em muốn nói chuyện với bạn bè em, ok. Nếu các bạn tới Canada và Phần Lan, các bạn thầy nghĩ là sẽ cảm thấy buồn, thầy nghĩ các bạn sẽ cảm thấy buồn, ok, và nó lạnh. Mà là chưa, thầy chưa nói về công việc nhé. Đầu tiên là thầy phải nói về cái vấn đề là buồn trước, cuộc sống mà. Nào, đương nhiên nếu mà các bạn thích cái sự gần gũi thiên nhiên, các bạn thích cái sự tĩnh lặng, yên bình, thì Phần Lan và Canada tuyệt vời với cái sự yên bình và sự tĩnh lặng. Nhưng mà tĩnh lặng và yên bình thì đồng nghĩa với lại buồn chán, đúng không? Các bạn nói là ôi em bỏ phố về quê trồng rau nuôi cá như bài hát của Đen Vâu. Nào bây giờ học tí nhé, trồng trồng rau nuôi cá tức là vì đất này, bạn có sợ run không? Nếu mà bây giờ bạn gặp một con rắn bò trong vườn của bạn ấy, bạn có biết cách làm sao để xử lý con rắn không? Hoặc là những cái côn trùng rắn rắn giết từ tùm lum tà lá đó, ok đấy. Nếu mà ok con chưa có, con chưa có cái kinh nghiệm, ok, về nông nghiệp, con lên núi, con trồng rau nuôi cá, xin lỗi, nó không phù hợp lắm, không phù hợp lắm. Ok, không phù hợp. Vâng, thực tế, không sợ, không sợ, ok, rồi, ông trước tự cái gì vậy? Sẽ có mấy bạn đang hỏi thầy về cái đường link của lớp. Ok, rồi. Rồi. Nào, tiếp nha. Ok. Sorry, tôi có người hỏi thì về lớp. Nào. Úc nắng đẹp, tuyệt vời. Ok, điều kiện thời tiết. Ok, ổn, tốt. Ok, các thành phố lớn. Tuy nhiên cái câu chuyện bây giờ là họ đang hạn chế, cả Úc và cả Canada đều đang hạn chế sinh viên quốc tế. Mỹ thì chưa thấy, Phần Lan chưa thấy, nhưng mà Hà Lan, Úc và Canada là đang có cái chính sách hạn chế visa với học sinh quốc tế. Nào, cái sự ảnh hưởng của Việt Nam đến Việt Nam thì thành nghĩ là nó không phải quá nhiều, nhưng mà bây giờ là họ đều có đang đang có một cái chính sách như vậy, ok, đang có một cái chính sách như vậy, ok nhá. Rồi, đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải chú ý nhá. Rồi, rồi. Úc, Canada. Nào, yên ở Mỹ. À, Trung Đông, Trung Đông, Trung Đông trước đi. Trung Đông, Trung Đông. Nào, qua ta. Trái ngược hoàn toàn với lại cái cảnh lạnh lẽo của Phần Lan, của Bỉ, Hà Lan. Cảnh tuyệt, tuyệt đẹp nhé, tuyệt đẹp. Ok, Canada. Ok. Thì ở Trung Đông sẽ rất là nóng. Sẽ rất là nóng. Nếu mà các bạn thích cái nóng, không có vấn đề. Nào, tuy nhiên thì phải nói như này. Mặc dù nói là nóng, nhưng thực tế là gì? Đối với các anh chị, và cuối tháng này sẽ có chị Loan đang làm việc ở như là Dubai hay là Abu Dhabi đó, thì quên rồi, một trong hai thành phố này. Thì chị cũng nói với thầy là ở bên đấy
Mặc dù đúng là nghe mọi người nghe là tưởng là nóng, nhưng mà thực sự là phần lớn cái thời gian chị đều dùng ở trong nhà, thành ra nó mát. Ok, nó hiện đại, nó giàu mà, đúng không? Các bạn thấy cái tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa là ở Dubai, đúng không? Ok, đấy, đấy. Vâng, rất là mát. Thế nên nhiều khi mình nghĩ nó nóng, nhưng mà thực sự đâu có ở ngoài đường đâu, chưa đi ra ngoài đường đâu, đâu có đâu. Ok, phần lớn là trong trường. Đấy. Không mà lên xe buýt, mà xe buýt là cho công cộng, nó cũng cực kỳ tốt. Nó tổ chức World Cup mà, đúng không? Cực kỳ tốt, đi. Thật lúc nào mát mẻ, cảm thấy mát mẻ và thực sự không cảm thấy nóng. Tại vì bước về ký túc xá lại là máy lạnh nữa. Ok, rồi, mình ở đó. Đấy. Nào Úc á, thì là nóng rồi, không bạn không nhiều tuyết đâu, nhưng mà ở Mỹ đi chẳng hạn, thì ví dụ như các bạn ở bang Florida này, khu vực này bão, ok, bão bão như điên luôn, bão như điên luôn. Ok, đã có mấy lần, ok, đã có mấy lần là ok rồi, học sinh của trường University of South Florida phải nghỉ vì bão, tại vì khu vực này biển này, bão từ đây chạy sang đây. Vẽ mũi tên nè, vẽ mũi tên nè. Ok, bão từ đây chạy sang đây. À. Ok, nào. Ta-da-da. Bão, hurricane. Nào, thầy ở Missouri và thầy ở Tennessee, nó có một cái là lốc xoáy. Nào, trong tất cả những cái mà về gọi là thảm họa môi trường, các thảm họa môi trường, thiên tai, thì tôi nghĩ cái này là cực kỳ nguy hiểm. Cái lý do là bởi vì sao? Vì ví dụ như là bão tuyết hay là lũ, ok, thì bão tuyết hay là lũ thì mình có thể dự báo được trước, ok, không phải hurricane, nhầm 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 tornado, nhầm nhầm, nhưng cái này nè, nó hình thành trong vòng khoảng 5 đến 15 phút. Thầy có mấy lần thầy nhớ, lúc mà thầy ở Tennessee, với thầy ở Missouri, là nghe bắt đầu nghe cái tiếng còi hụt báo động, ok, cái tiếng rất là rít tai, còi hụt báo động, là lập tức chạy xuống dưới hầm, tầng hầm của các tòa nhà ở trong trường, phải chạy xuống. Tại vì chỉ trong vòng 10 đến 15 phút là sẽ có tornado touchdown, và khi mà nó touchdown rồi mà con ở gần khu vực đó là thầy bảo đảm là con chết, chắc chắn chết luôn. Và cái này nó không phải là cái chuyện mà ví dụ như là ok dự báo nha, ngày mai nha là mưa nhiều nha, bão nha, ok, hay dự báo là sóng thần, cái này nó chỉ dự báo trong khoảng 10 đến 15 phút. Ok, và khi mà đã có cái tiếng còi hụt là còn phải chạy. Đây thì chạy mấy lần. University of Alabama đã bị hit bởi cái tornado này một hai lần gì đó, phá hủy một phần của cái campus, cái không có người chết được không? Ok, rồi, không biết có người chết được không nhá. Ok. Thầy không nhớ lắm, nhưng mà nó cũng cái thời lúc đó thầy còn ở Mỹ ha. Đó, và ví dụ như thầy ở cái lý do là tại sao mà thầy xuống Tennessee, tức là thầy ở Missouri đầu tiên này, ok, thầy ở Indiana, xong rồi thầy lên Missouri, sau đó chạy lên gần New York, gần Canada, thầy ở Buffalo, bão tuyết gần Canada, gần Canada bão tuyết. Và có một cái giai đoạn, có một cái thầy nhớ một cái thời gian là gì biết không, thầy bão tuyết nó đánh sập cái nguồn điện hồi đầu năm, là cuối năm ngoái ở Buffalo, là có mấy người chết vì cái đợt bão tuyết nó tới nhanh quá, thế là họ không có nghe cái cảnh báo của chính phủ của thành phố, và họ đi ra đường vào trong thời tiết đó, và xe của họ kẹt ở ngoài đường, và đội cứu hộ không có tới kịp, cảnh sát không có tới được, và họ chết cóng vào trong xe, đúng nghĩa là chết cóng vào trong xe. Đấy. Nào, cái vấn đề ở đây là gì? Lúc mà thầy ở New York 2 năm, có một đợt bão tuyết và đánh sập điện, và có một tuần là không có điện. Và các bạn lúc đó là bão tuyết là cái nhiệt độ nó âm xuống âm 20 độ, âm 30 độ. Có nghĩa là trong một tuần đó thầy không tắm. Ok, không tắm. Và vì không có điện, mà may là vẫn còn có ga, tức vẫn còn có thể sửa ấm được, nhưng mà không có điện tức là mất nhiều cái, tức là một số cái đồ điện ở trong nhà là không 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 hoạt động được. Thì lúc đó là gì, ví dụ như ăn mì đồ này kia mà bếp điện là toi. Bếp điện là toi, ok, tức là phải nghĩ đến những cách khác nhau, và nói chung là một tuần không tắm. Đương nhiên nó trời lạnh như vậy thì con có tắm mồ hôi đâu à. Nhưng mà sau 2 năm thì ở Buffalo, thì ở gần Toronto, thì nó ok, I hit snow á, get tuyết, chạy xuống Tennessee, nó vẫn có mùa đông, nhưng mà gần như không có tuyết, gần như không có tuyết, hoặc là nếu mà tuyết thì rất tí xíu,
chạy thử những cái tuyết rơi những phim Hàn Quốc kia đó, chạy các nhưng mà tuyết dày như này, cái dày nó qua đầu gối nên chỉ là tới nửa người rồi các bạn, cái thì cao mét bảy nó tới nửa người rồi các bạn. Nửa người rồi các bạn. Đấy. Thế thành ra là bây giờ các bạn ở Dallas, các bạn ở Texas, các bạn ở khu vực này nó sẽ khá giống thời tiết ở Việt Nam, nhưng mà các bạn lên phía Bắc, ok, là bạn lên Canada sẽ lạnh hơn, có tuyết nhiều hơn. Ok nhá. Ok, thành ra rằng là các bạn về mặt thời tiết các bạn cũng sẽ cần phải xem xét yếu tố đó, đúng không? Nào, các bạn ở thành phố, ví dụ như các bạn ở, thầy nói là Toronto, Canada, University of Toronto, ok, cái Toronto, ok. Nào, nếu mà con ở đây, con sẽ ở thành phố lớn. Ok. Tuy nhiên cái vấn đề là gì? Chi phí sinh hoạt ở thành phố lớn nó đắt đỏ hơn. Nào, cơ hội ở một thành phố lớn. Ok, có. Ok, có nhiều. Nhưng chi phí sinh hoạt, ok, đắt đỏ rất nhiều. Nào bây giờ con ở, ví dụ như là một khu vực mà nó nhỏ nhỏ hơn, nhiều khi không tới mức độ hí hò của cái. Nhưng mà ok, cái câu chuyện là cái chi phí nó sẽ rẻ hơn. Nó buồn không? Buồn, cái chắc buồn hơn. Ít người mà, nó vắng mà. Họ đi ra ngoài đường, em nhiều khi em muốn tới xuống trung tâm thành phố em chơi, mà chả có cơ hội để em chơi, chán ơi là chán. Nó vắng, nó buồn. Tuy nhiên chi phí sinh hoạt, chi phí nhà cửa chắc chắn là nó rẻ. Bây giờ thì nó đơn giản, cái câu chuyện là gì? Con ở Việt thành phố Hồ Chí Minh, con ở thành phố Hồ Chí Minh thì thuê nhà chắc chắn là đắt. Nhưng mà bây giờ con ra Bình Dương, con Đồng Nai con ở, hoặc là con đi xuống con lên Buôn Ma Thuột con ở, thì thầy có thể bảo đảm cho con là chi phí sinh hoạt chắc chắn là nó sẽ rẻ hơn, đúng không nào? Ok, chi phí sinh hoạt chắc chắn nó rẻ hơn. Đấy, thế thì cái câu chuyện ở đây là gì? Ok, câu chuyện này là tài chính của nhà con là bao nhiêu, tính cách của con là như thế nào, con thích cái thời tiết nó làm sao. Bây giờ chưa cần nói cái chuyện là ngành là trường, nó có chuyện tiền trước đi, cuộc sống, ok, tại vì con sẽ ở đó 3 năm 4 năm trời, nếu con không phù hợp với cái nơi đó con cảm thấy chán thì có phải là nó trầm cảm không, nó trầm cảm cho con luôn chứ, đúng không? Đấy, quá buồn luôn. Ok, thế thì có đúng không? Đó, quay trở lại câu hỏi, hỏi cho hỏi nha. Đó nha. Ok, rồi, muốn học ở quốc gia nào? Ok, yếu tố nào khi bạn chọn trường? Ok. Đó, bây giờ nào, yếu tố nào khi bạn chọn trường? Thầy sẽ tập trung với nào cao nhiều hơn nữa, nhưng mà thầy gợi ý cho các bạn một vài cái. Thì lấy ví dụ như thầy đi cái này đó không, các bạn làm bài tập nha. Để lát nữa các bạn làm bài tập. Tại vì các bạn phải ngồi điền cái này cho thầy. Để thầy còn biết. Mỗi người sẽ có một danh sách trường khác nhau. Thế thì câu hỏi rất là quan trọng là các bạn chọn trường vì xếp hạng, ủa xếp hạng càng cao nó càng tốt à? Not really. Ok, để tôi nhìn lại nói cái này. Thì Google đi các bạn. Nào, mọi người đều biết Columbia University là một trong những cái trường Ivy League và cũng là một trong những cái trường top đầu của Mỹ. Từ từ. Ok. Vừa năm 2022, cách đây mới 2 năm thôi. Trường Columbia gửi, cố tình gửi dữ liệu sai, nâng cao lên, ok, cho US News để, ok, để nó lên xếp hạng cao. Các bạn hiểu là năm 2021, 2020 nhé. Trong khoảng mấy năm đó, 2019, 2021, 2020, Columbia thường xuyên nằm trong top 5 của các trường đại học lớn nhất của Mỹ. Tốt nhất, top nhất. Harvard, Yale, Princeton, xong rồi tới Columbia. Xong rồi lúc đó maybe là tới MIT, Stanford. Nhưng hóa ra cái dữ liệu đó là dữ liệu pha ke. Và, ok, right. Và cuối cùng làm sao? Bị hạ xuống hạng 18. Ok, bị đẩy xuống hạng 18. Đấy, bị đẩy xuống hạng 18. Thế ra là gì? Đúng, ranking mỗi một năm nó sẽ thay đổi. Sẽ có lên, sẽ có xuống.
Và cái thời điểm mà con vào trường nó có thể là ranking rất là cao. Thì lấy ví dụ như này, thì lấy cái đây là cái bảng ranking mà ở của Mỹ nhé, OK, US News College Ranking. Đây là cái bảng ranking mà chúng ta sử dụng rất là nhiều, OK, sử dụng rất là nhiều. Thì nào, từ OK. Thế thì trong cái bảng ranking này, OK, từ từ để thầy kéo xuống nha, kéo xuống từ từ. OK, rồi. Đó, Colombia bị lên hạng 12. Hồi xưa những năm trước toàn hạng 3, hạng 4 không, nằm trong top 5 của Mỹ. Hóa ra là fake data. Một cái trường Ivy League mà còn fake data nha các bạn. Đấy, đấy từ từ, từ. Còn nói cái đó. Nào, cái tài khoản này thì sẽ đưa cho các bạn ha. Cái tài khoản này năm nào thầy cũng mua, thầy sẽ gửi lại cho các bạn để các bạn tìm hiểu thêm. Hồi xưa thì thầy tốt nghiệp ở Vanderbilt. Thì Vanderbilt có những thời điểm mà lúc hạng 11, 12, giờ nó là 18. Ồ, chứ nó cứ nhảy lên nhảy xuống các bạn. OK, thầy nói như cái trường này, cái trường một cái trường mà cũng nhiều anh chị ở Vela học, tại nó có học bổng cũng tốt tốt. Đó là cái trường Villanova. OK, thì cách đây khoảng 2, 3 năm, 2, 3 năm. OK, Villanova lúc nào cũng nằm trong top 50 của các trường ở Mỹ, top 50 bốn mấy cơ mà. Giờ nó xuống còn 67. Từ bốn mấy xuống 67, rớt xuống 20 hạng. I don't know. How? I don't know. Thầy không biết cái cách người ta xếp hạng như nào, dựa những tiêu chí gì. Thầy chưa đọc kỹ cái đó. Nhưng rớt xuống, rớt hạng. Đó. Rồi, cái trường này nữa là một cái trường... À đúng rồi, cái trường Sunny Buffalo này của thầy này. Hồi xưa đó, lúc mà thầy học đó, là nó chỉ nằm trong top 100 thôi, tức khoảng 8, 90 mấy, 90 mấy 100, giờ lên 76. Hồi xưa mà kiểu như là nhìn vào Villanova là oh my god, Villanova awesome. Đấy, còn chị Buffalo giờ nó 76 gì kêu cao dữ vậy trời. Đấy, OK. Được. Nào, một cái trường nữa mà cũng nhiều anh chị đã từng học. Cái trường South Florida này này. Trước đây là nó nằm khoảng 120, xong rồi bay lên 89. Bay lên 89. Gonzaga là cũng có một chị đang học ở đây. Ha, bởi vì là Drexel thì đã anh Huy đó, họ là Drexel. Hồi đó Drexel cũng hạng 70 mấy á, xong giờ rớt xuống 98. Anh Huy trong cái video mà thầy đang đấy, cái đây mấy năm đấy. Thế nên là ok, Illinois là còn trường nào nữa. Đây, Texas Christian hồi xưa là hạng 70 mấy, 60 mấy, 70 mấy, xuống còn rớt xuống còn 98. OK, đấy, rồi cái thằng này nữa, thằng kia đâu rồi? Có một cái thằng nữa mà thầy thì tìm tìm nó mà không thấy. Rice thì sao, thầy trường nó có khó quá không? Rice thì nằm trong top mà không? Rice nằm trong top không? Không thấy rồi. Từ 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 đợi tí nha. Không phải thằng này. Không phải thằng này. Ủa chết rồi. Ủa cái thằng Miami University Ohio đâu? Ủa, vậy quá. Đây đây. Hồi xưa cái thằng này đứng hạng 70 mấy, 60 mấy. Thầy nhớ những cái anh chị những năm đầu tiên. Anh chị không phải chị My, không phải anh Sang, chị Trang. OK, chị Trang trước đây thêm anh Phát nữa. OK, vậy về là học ở trường này học bổng 100% học phí. Hồi đó trường này đứng cao lắm, giờ xuống 133 mấy năm à. OK, thành ra là con nộp ở trường đó, con nhìn vào cái ranking của nó tại vào cái năm đó, còn bước vào con học đến 4 năm sau tốt nghiệp ra. What happened to the ranking of my school? What happened? Con nhiều khi con không nhận ra luôn. Thế nên là đúng, ranking nó cũng có một giá trị nhất định. Thầy không không chê ranking, nhưng mà thầy có thể nói với con là John Hopkins này, OK, John Hopkins ha. Chị My sẽ cho tuần này John Hopkins, anh Sam tuần sau là Stanford. OK. Thế thì cái điểm ở đây là các bạn có thể xem ranking trường Rice của con này, trường Rice con thích đúng không? Rice. 17. Có những thời điểm thì nó thấp hơn Vanderbilt một tí, nhưng mà có thời điểm nó vượt hơn Vanderbilt một tí, có lúc mà nó có vài năm nó bằng hạng Vanderbilt, nhưng mà hai trường nó cũng xem với nhau. Được không nhận lý? OK không? Nào còn hỏi trường nào nữa không? Mọi người có ai thắc mắc không trường nào nữa không? Nào đưa tên này đi, thầy cho xem hạng luôn nào. OK, Seawani. À, Seawani. Seawani University of the South, Ohio State hả? Ohio State hả? 43.
Rồi, tiếp nha, từ 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 cho coi tiếp, cho coi tiếp. Thầy phải giới thiệu hết cho các bạn, xong rồi là các bạn mới điền vào câu hỏi cho thầy chứ, đúng không? Nào, thầy phải sang cái trường Liberal Arts. Nào, trước khi mà thầy nhảy vào đây, Boston, Boston là Mai Nguyên có chị Hiểu My ấy, đang học Boston đấy không? Ok, Boston, nè. Rồi, xem Boston nha, Boston. À, đợi tí nha, thầy sẽ nói giới thiệu về Sewanee với lại mấy mấy cái thằng kia cho các bạn. Boston College, nope. Boston University, nope. 43, ok, rất là tốt. Davis, 28, oh, very good là Wash U in St. Louis. Ok, được, nó trong top 20. Nó trong top 20. Nó trong top 20. 20. Top 20, đây, 24. À, 24, 24, sorry. Rồi, Thảo Vy ok chưa? Mai Vy ok chưa? Chúc bạn nói đúng không? Rồi, good, chúc bạn. Nhưng mà nếu mà con ở Cali đó chúc bạn. Tại sao con không nhắm vào Berkeley và UCLA? Ấy? À, chúc bạn. Hả? Nào, chúc bạn này. Con phải tập trung AP. Tại vì thằng Cali á, tại vì con là quốc tịch, học sinh quốc tế thì không nói, tại vì con là quốc tịch. Nó xét con giống như các học sinh cấp 3 của Mỹ, và các học sinh cấp 3 của Mỹ người ta quan trọng, cực kỳ quan trọng AP, thành ra là AP, AP đâu con, chúc ăn AP, AP, where are your AP, ok nhé, yeah. Ok nhiều thì mấy môn con, chúc ăn thì mấy môn AP con nhiều chứ, good, ok nhé, yeah. Rồi con tìm top university có reliable không ạ? À? Hoàng Anh, rồi con tìm ranking như top university cũng có reliable thì cũng được. Thì mình nói con cái ý mà thầy đang nói ở đây là Hoàng Anh này, không có một bảng xếp hạng nào là hoàn hảo. Thì nó chính xác không? Mọi thứ đều tương đối. Đừng ngạc nhiên nếu trường con nộp, trường khi con nộp và vào học xếp hạng cao, đến lúc con tốt nghiệp thì hạng thấp lè tè, hạng tụt khủng khiếp. Ok, thằng Cali nó thằng Cali thì có thể nói, thì xin khẳng định với con luôn, thằng Cali nó cực kỳ coi trọng AP, cực kỳ quan trọng này nha. Rồi, nào. Bây giờ thầy xin giới thiệu về các cái trường LAC, hay là tiếng Việt mình hay gọi là các trường đại học khai phóng. Nó có một cái tên gọi là college. Ok, có tên gọi là college. À. Ủa mình được đây. Nào tiếp. Nào. Cái vấn đề là ở Việt Nam mình, các bạn có nghe cái từ là trường đại học và người ta nghe là đại học, ok, trường đại học và đại học đúng không? Nào, cái điểm ở đây thầy nói là gì, các trường LAC này mình gọi là đại học khai phóng là gì, đúng, vì sao nó vẫn chia rất là rõ, college ở đây không phải là cao đẳng cộng đồng, college ở đây là những trường nó chỉ tập trung đào tạo về bậc đại học và cao lắm là thạc sĩ, tức là con sẽ có bằng cử nhân. Tức là ở đây cái câu chuyện ví dụ như là mình có đại học Hoa Sen nè, chúng ta có từ đại học Bách Khoa nè, nhưng mà bây giờ các bạn so sánh giữa Hoa Sen và Bách Khoa này các bạn thấy sao? À, xin lỗi thầy không hơi chê Hoa Sen một tí đúng không, nhưng mà thực sự là các bạn, nếu mà các bạn so sánh đi, Hoa Sen là tạo cử nhân thạc sĩ, nhưng mà Bách Khoa nổi bật từ cái gì, cũng chương trình tiến sĩ và thậm chí là sau tiến sĩ của Bách Khoa đúng không? Đấy thì như vậy ví dụ như cái trường này nè, thầy nói ví dụ như Vanderbilt, thầy nói như Dartmouth hay là Rice, nó giống như trường đại học quốc gia Việt Nam mình, tức là sao, một cái trường đại học đó nó có nhiều ngành, nhiều trường, ví dụ đại học quốc gia chúng ta có đại học y dược, thì đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh có đại học y dược, đại học kinh tế, đại học luật, đại học Harvard nó có cái gì, Harvard Law School trường luật, Harvard Medical School trường y, Harvard Divinity School là trường chuyên dạy cho các nhà sư với lại các cha xứ. Ok, đã Divinity School rồi, Harvard College là chuyên dạy cho cử nhân. Harvard College
thuộc Harvard University. Ok, nhiều cái trường nó cộng lại mới thành Harvard University, nó giống như trường Đại học Quốc gia Việt Nam, ok, hay là Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nó bao gồm rất nhiều trường đại học khác cộng lại, ok, mới thành. Rồi, ok, hiểu ý không? Thế thì, ok, cái điểm ở đây là gì? Các trường LAC này không phải là cao đẳng cộng đồng, nhưng họ chỉ, tại sao họ lấy cái tên là college, là bởi vì họ chỉ tập trung dạy vào cử nhân và thạc sĩ. Tức là ví dụ như ở Việt Nam bây giờ, nếu mà thầy gọi chính xác đi, thì thầy nghĩ là Tôn Đức Thắng thì sẽ là Tôn Đức Thắng College, Đại học Tôn Đức Thắng ở quận 7 ấy, trường đẹp đẹp đó. Hoặc là Hoa Sen, tại vì những cái chương trình đào tạo tiến sĩ và sau tiến sĩ của nó mình không có, không có nhiều đấy, thành ra là người ta gọi cái từ college cho nó chính xác và thể hiện đúng cái điểm đó, hiện đúng cái điểm đó luôn, hiện đúng điểm đó, hiểu không? Rồi, có ai câu hỏi về cái cơ bản đầu tiên, tại sao những trường đại học khai phóng lại gọi là college và những trường đại học bên kia được gọi là university? Tại vì như Rice cũng có trường y của Rice, có trường kỹ thuật của Rice, có trường kinh doanh của Rice. Trường kinh doanh nó giống như là đại học ngoại thương ấy, giống như là kinh tế ấy. Ok, xong rồi có trường dạy cử nhân đấy, có trường engineering giống bách khoa để đúng. Rồi Nhật Linh ơi, con nắm được sự khác biệt giữa đại học khai phóng, college và university ở Mỹ chưa? Ok, nắm chưa? Ok chưa con? Ok, cho thầy cái thumbs up cái nhá. Rồi, nắm ha. Nào, thế thì trước khi mà thầy đi vào cái trường cụ thể đó, thầy nói là, ủa thưa thầy ơi, nhưng mà cái hệ thống như thế này nó có ở các nước khác hay không? Thực tế ra là gì? Ok, không có, không có, thực tế là không có mấy. Ok, thầy nói đấy, ví dụ như ở Canada bây giờ chơi trường nhá, University in Canada, và cái này nó cũng sẽ giống như ở Úc thôi nha, hai cái này trong trường hợp này hai cái này giống nhau. Những đại học lớn nhất của Canada, tốt nhất của Canada đều là các trường công và đều là các cái trường đa ngành, giống như Đại học Quốc gia ở Việt Nam, ở Phần Lan, ở Hà Lan, University of Amsterdam hay là Aalto hay là Tampere cũng tương tự như vậy, đó là nó đào tạo đa ngành như vậy và nó đào tạo lên cả tiến sĩ và thậm chí là 6 tiến sĩ. Nó không có cái hình thức giống như cái kiểu các đại học khai phóng ở đây, ok, ở Mỹ không có, Úc không có, Mỹ có, Canada, Việt Nam. Vào Việt Nam thì trường Fulbright, Fulbright rồi, Fulbright, Fulbright tại sao nó gọi là đại học khai phóng? Vì bản chất của Fulbright không có đào tạo tiến sĩ và sau tiến sĩ, hiểu ý theo Nhật Linh. Thành ra đáng lẽ ra là hỏi là Fulbright College, nếu mà đúng gọi là cái gì là trường đại học khai phóng thì nên gọi là Fulbright College chứ không phải là Fulbright University nữa, hiểu ý thầy không Nhật Linh? Nhưng mà thôi, người ta gọi Fulbright University thì muốn đặt tên thì sao cũng tùy đúng không, nhưng mà về bản chất nó là như thế này được không? Nhưng mà về cái đại học khai phóng mà nếu bị dịch là Fulbright College thì chắc Việt Nam không mấy bố mẹ dám cho nộp gì cao đẳng hả, học cao đẳng gì mà gì mấy trăm triệu năm gì hả, học cao đẳng gì vậy, có hiểu ý thầy không Nhật Linh? cái khái niệm á, tại vì dịch từ college á là chỉ là cao đẳng đúng không đấy, nhưng mà về bản chất của nó là đại học, nó dạy cử nhân mà. Ok, được không? Nào, giờ trả lời câu hỏi của chúng anh. Nào, đó, các bạn có hỏi nha. Các bạn có hỏi, hỏi càng nhiều càng tốt. Hỏi đi để thầy giải thích. Cái câu chuyện Wellesley College là một trường nữ cực kỳ nổi tiếng, là nơi mà nhiều các cái lãnh đạo nữ nổi tiếng trên thế giới đã từng đấy ra, bao gồm có vợ của Tổng thống Bill Clinton và Hillary Clinton tốt nghiệp đại học ở Wellesley. Madeleine Albright là cựu ngoại trưởng Mỹ dưới thời Tổng thống Bill Clinton, là người mà có vai trò quan trọng trong cái việc gỡ bỏ cấm vận kinh tế của Việt Nam vào năm 1994. Từ đó nền kinh tế của Việt Nam bây giờ mới phát triển. Ok, các bạn có thể coi tất cả những người này đều là những phụ nữ nổi tiếng. Chưa kể
Có ai nghe đến câu chuyện mà cặp vợ của Tưởng Giới Thạch, Tống Mỹ Linh và ba chị em gái nghe chưa? Nghe cái đó chưa? Ai có biết không? Lịch sử, đọc lịch sử có. Ai biết đó chưa đây không? Đây. À, Thảo Vy biết, good, tại nó Huy biết, ok, Tống Mỹ Linh, good. Còn hai người. Ok, never mind. Tống Mỹ Linh học từ đây đây. Ok. She's from here. Lâu rồi. Đây là một trong những trường nữ danh giá, uy tín và nổi tiếng nhất ở Mỹ. Và những người tốt nghiệp cử nhân ở những trường này ra làm gì? Thì Hillary Clinton sau khi đó, sau khi tốt nghiệp cử nhân ra thì lên đại học Yale học luật thì mới gặp chồng là Bill Clinton, anh khách, và cưới nhau. Sau đó rất nhiều người tốt nghiệp ở đây ra làm các cái ok là vị trí lãnh đạo, nhà báo, ok đấy, ngoại trưởng đấy, Cookie Roberts này, Stephen Roberts, bà này làm gì đây, bà này là American Journalist and Author, Diane Sawyer là TV broadcaster, ok, rất nhiều ngành nghề khác nhau đều là những phụ nữ leader. Thì con này chúc ăn này, câu hỏi của con, well, nếu mà con vào được trường này thì nó thiệt luôn á, cái cơ hội của con thậm chí là thì nghĩ là sẽ nhiều hơn so với UC Davis đó, sẽ nhiều hơn là do so với UC Davis đó. Ok à. Được không? Ok được không? Ừ. Rồi, được không? Nắm được không? Chúc bạn. Ủa? Rồi. Ok nha. Ok không? Thì đi tiếp nha. Ok. Rồi. Vậy là bạn có chọn trường. Thế bây giờ nếu mà thầy Nam nói như vậy là cái xếp hạng á nó không phải quá quan trọng. Thế thì cái gì quá quan trọng? Đó. Con hãy tập trung vào cái việc là sau khi con tốt nghiệp, thì mục tiêu của con là cái gì? Sau khi con tốt nghiệp con đi làm mà. Thế thì bây giờ con hãy tập trung nhiều khi mà con tìm kiếm cái trường này. Đúng, con sẽ xem xếp hạng. Đúng, con sẽ xem xếp hạng ngành. Nhưng cái quan trọng hơn là con hãy xem. Thầy lấy ví dụ trong trường hợp của anh Huy nói câu chuyện của Drexel. Drexel nó có một cái chương trình co-op, tức là nó tạo điều kiện cho mình để mình đi làm thực tập, cũng như là nó hỗ trợ mình rất là tốt về cái việc nghề nghiệp sau khi mình tốt nghiệp. Ok. Và lý do đó là tại sao mà anh chọn trường Drexel, mặc dù là trường Drexel chi phí nó cao hơn. Ngay chị Thu Trâm cũng như vậy, cũng đã học Drexel và thấy rất là ok với cái rất là ok với cái chi phí, tức là cái cơ hội mà đi kiếm tiền á, đi làm nó sẽ mình kiếm tiền, tức là mặc dù nó đắt thật, ok, nó đắt thật, nhưng ok, nhưng cái chi phí của nó để cái cơ hội của nó mình thấy ổn, mình thấy ổn, hiểu ý không? Được không? Thế là ra là cái mà thầy nghĩ các bạn khi mà tìm hiểu về trường quan trọng hơn không phải chỉ là cái xếp hạng, mà quan trọng hơn là đương nhiên mình không xâm chọn những cái trường quá thấp, nhưng mà quan trọng hơn nó là cái gì, là cái cơ hội khi mà con đi làm là làm sao, là cái cơ hội khi mà con tốt nghiệp trường có tạo điều kiện như cho con là một người học sinh quốc tế có thể đi kiếm việc được ở nước ngoài thì không biết nước nào, Canada, Úc, Mỹ. Con hãy tập trung cái đó nhiều hơn, con hãy tập trung vào tỷ lệ sinh viên có việc sau khi tốt nghiệp, con hãy tập trung vào cái việc là ok, mức lương trung bình của cái sinh viên trường đại học đó ra trung bình sau khi tốt nghiệp là bao nhiêu. Thì lấy ví dụ này, Wellesley College, cái trường vừa 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 mới nói nhé, là cái trường nữ danh giá đó, danh giá đó, danh giá đó, Wellesley College, average income, average salary, graduates, ok, nào tốt nghiệp ra, ok, 3 năm trước trung bình lương là khoảng 76.000. Ok. 76, 75 ngàn, 76 ngàn. Cao, cao hơn cả top. Cao hơn cả top. Nào, nhìn vào top, 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 top ở đây. Top. Thầy hay đùa đùa là it's very tough to get into a tough university. Ok, ok, hạng 40. Nào, nếu mà con nhìn vào Google nhá, UC Davis.
74.000, thậm chí là thấp hơn. Nào California cao hơn, mà Cal State là thấp hơn hẳn, phải thấy không? Cái mức lương trung bình, đương nhiên cái mức lương này nó còn phụ thuộc vào cái ngành mà con học. Đương nhiên nếu mà con đi học, con học làm giáo viên thì cái mức lương khi mà con tốt nghiệp ra chắc chắn không cao bằng so với cả là kỹ sư, điều đó là điều đương nhiên đúng không con? Đấy, just really 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 obvious đúng không? Đấy đấy, nhưng những câu chuyện này này, 75.000 như vậy đến một trường mức cao, không quan tâm cái này, có quan tâm cơ hội làm việc, con quan tâm xem là thì bây giờ lên Wellesley College nhá, internship opportunities. Ok. Mà đây Career Center là đọc 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 tí. Thầy chỉ lấy ví dụ một trường để cho con có thể xem nhiều trường khác nhé con nhé. Bella có nhiều chị đang học ở các trường nữ lắm. Ok, và các chị đều nói với thầy là cực kỳ happy với cái mối quan hệ cũng như là cái môi trường và cũng sự hỗ trợ lẫn nhau ở đây. Người đó Wellesley Fund internship này. Employ various academic partners across internship and placement funding while a student. Okay, access. Okay, internship before deadline. Trên A lab, employer funded. Wow, rất nhiều cái cơ hội để đi thực tập. Now this is good. This is what I want. Okay, now. Có một yếu tố nữa. Có thể xem. Còn nhiều yếu tố nữa thì sẽ còn giới thiệu thêm cho các bạn. Nhưng mà hôm nay để sơ sơ để cho các bạn bắt đầu suy nghĩ về cái này này. Nhá. Okay. Đấy. Là để lấy ví dụ một đứng đứng nhiều hơi đau khổ nào. Wellesley College, Chicago, the museum, hội thực tập là thực tập quá trời thực tập này. Rồi number of students. Nào bây giờ chúc anh này. Ok, bây giờ thầy quay trở lại thầy hỏi con cái điểm này, vừa nãy con đang nói này. Bây giờ quay trở lại câu chuyện là con thích cái gì. Nào Davis là một thành phố vừa vừa ở California, không phải quá to, không phải quá bé, vừa vừa. Tuy nhiên không thể nào so sánh lại San Jose, là San Francisco hay là California đúng không? Nhưng cảnh ở đây cực kỳ đẹp. Cảnh ở đây cực kỳ đẹp. Tất cả những người mà đến với Wellesley đều phải công nhận một cái điểm là cái sự cửa kính, cái sự đẹp đẽ của nó. Ok đấy đó, nhìn ra hồ lớn, thậm chí là có thể chèo thuyền ở khu vực này đấy. Thế thì thế đó nghe, trường càng ít học sinh thì cái sự cạnh tranh, các cơ hội ở trong trường nó càng ít, đúng không chú ba? Nếu mà con học ở một trường mà chỉ có khoảng 2.500 học sinh, cái cơ hội để con gặp giáo sư rất dễ nhỉ. Một cái lớp học nó chỉ có khoảng 15 20 học sinh, đó là một cái lợi thế của các trường cao đẳng. Không phải cao đẳng. Đại học Khai Phóng, college, nhưng trong đầu college thì cao đẳng, Đại học Khai Phóng. Nhưng mà bây giờ nếu mà con nói là UC Davis 35.000 học sinh, đúng không? Thì con nghĩ là một cái lớp học nó sẽ lớn hơn hay là nhỏ hơn? Thế chắc là phải lớn hơn, đúng không? Chưa kể cái câu chuyện này, cái cơ hội chắc chắn là có rất nhiều, nhưng đồng thời bởi vì rất nhiều sinh viên, cái cơ hội để con cạnh tranh đi làm nghiên cứu với giáo sư hoặc là cái cơ hội để con thắng được cái internship đó, thì cái sự cạnh tranh của nó cao hơn hẳn. Con đồng ý không chứ bạn? Hiểu với nhau đúng không? Nếu như bây giờ con nhìn đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh mấy chục ngàn học sinh đấy, đấy. Rồi con cạnh tranh đi đấy, con cạnh tranh thoải mái đấy. Sau khi đó một cái trường có 3.000 5.000 học sinh. Ok, cái ở Vela này các bạn nữ, nhiều bạn nữ học ở đây, nhiều bạn nữa đây, năm nào cũng phải khoảng ba bốn người, thì năm nào thì cũng sẽ mời cái nhân viên tuyển sinh của cái trường này tới chia sẻ. Ok, đây là một cái trường nữ Mount Holyoke, giữa Sewanee với Nhật Linh. Sewanee này. Ê, nhầm 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 táp nhầm táp nhầm táp à, phải đi xuống dưới cho từ từ, đợi tí xếp hạng này tập đi xộn xộn tiếp, lột rồi. Nào, Sewanee. Ok. Nào. 51. Thì nếm mồ hôi nhé. Vào Holyoke.
34. Nào bây giờ nhận link này. Ok. Ok. Nhiều bạn ở đây là nữ học ở trường này và các chị đều nói với thầy là cực kỳ thích cái môi trường nhỏ nhỏ và cái sự mối quan hệ chặt chẽ bạn bè, cái sisterhood, tại vì trường nữ và trường nữ cực kỳ tuyệt vời. Thì bây giờ giữa thằng Sewanee và thằng Moho, thì nếu mà ngay cả là engineering á, ok, Tom, ok, nhận link có thể xem xét trường này. Đó. Số lượng học sinh cũng rất nhỏ, chỉ có khoảng 2.900 học sinh này. Tí xíu à, đấy là nhìn thấy không? Có 2.900 học sinh này, 2.900 này, đấy. Trong khi đó đến nếu có nhìn 36.000, ok, trường này là ít này, 6.800 nhau tầm 36.000 này, cái okay, ba mấy ngàn, 18.000 này, đấy, 46.000 này, Ohio State, và đấy các bạn nào hỏi tại Ohio State. Thế bây giờ con thể nói nghe, con thích ở một cái môi trường này, nó nhỏ nhỏ, mọi người ai cũng biết ai là ai hết, hay là con muốn một cái môi trường được, con muốn một cái môi trường mà cái số lượng học sinh nó giống như cái trường cấp 3 nào con hiện giờ hoặc là hơn một tí, đúng không? Hay là con muốn một cái môi trường mà oh my god, giống như tôi đang ở trong một ngôi làng nhỏ ấy. Bây giờ nhật linh con thích cái gì? Huy con thích cái gì? Nó Eastern đúng, con nói là Eastern, mà Eastern có một chương trình có cực kỳ hay. Huy con nói đúng, thì xin lỗi thì miss cái tin nhắn của con. Nhưng mà nó Eastern, ok, thầy hỏi con này nha, ok, nó Eastern, nó Eastern, nó Eastern. À, năm ba, tốt tuyệt vời, chương trình tuyệt vời, 16.000 học sinh vừa vừa. Thế bây giờ con thích 2.000, con thích 16.000 hay là con thích 46.000? Hà Huy, Hà Thảo Vy, Hà Mai Uyên, nào Mai Uyên Boston đúng không? Boston đúng không? Boston, Boston mới đấy rồi, Boston coi rồi. UC Davis coi rồi, Hoàng Anh thì Ohio State, Thiên Long thì cũng sâu rồi, đúng không? Đấy, thì what do you like? Đấy, các bạn, có thích cái gì? Có thích thời tiết như thế nào? Có thích số lượng học sinh của trường nó làm sao? Ok, con thích tìm kiếm cơ hội gì? Đúng không? Con thích cái thời tiết như thế nào? Đúng không? Đấy, con thích ở thành phố lớn hay thành phố nhỏ? Hay là con thích ở một cái nơi khí phong cầu cái, ở quên nhầm, khung cảnh hữu tình. Ok, như Đà Lạt chẳng hạn. Trời ơi, mọi người nhìn ô cảnh này thật là chill, check in ở Đà Lạt thì nhìn vô thì nói oh my god, it is boring, it is crazily boring. Oh my god, okay, nope, nope, that's it, done. Ok, mọi người bỏ phố về quê, xin lỗi, trời ơi, nó boring. Các anh thầy nghĩ như vậy. Chắc là thầy bởi vì thầy ở quê thành phố. Thầy biết các bạn sao? Đó. Rồi, nắm được chưa? Chắc chắn sẽ còn nhiều thông tin nữa. Thầy chưa đi qua hết. Nhưng, thầy muốn các bạn dành nửa tiếng còn lại điền bảng câu hỏi này giúp thầy, chia sẻ càng chi tiết càng tốt, tại vì các bạn chia sẻ đương nhiên là thầy đọc và các anh chị hỗ trợ các bạn đọc, nhưng cái câu chuyện ok, cái câu chuyện ở đây là cái câu chuyện ok, cái câu chuyện ở đây là cái câu chuyện gì? Con chia sẻ càng nhiều thì lúc mà con chọn trường, con lên danh sách trường thì con càng dễ ok, đấy, làm con càng dễ ok, biết mình gì, con càng chia sẻ, con càng viết ra rõ ràng thì cái mục tiêu của con càng dễ xác định. Thế là cái này không phải chỉ để thầy đọc, mà con hãy dùng cái này để con có thể định hình cái danh sách trường, tại vì bây giờ thầy giới thiệu danh sách trường cho con, giới thiệu rất nhiều, ok trường này rất hay, ok trường này khung cảnh đẹp, ok trường này ha, tuyệt vời lắm, ok trường này mỗi một trường nó đều có những cái cảnh, nó có những cái điểm mạnh của nó, quan trọng là con thích cái gì. Ok, bây giờ con nói ồ thầy ơi trường nào tốt nhất, thầy chịu, ok thầy chịu, giờ tiêu chí của con là gì? Con thích ở thành phố, thích ở chỗ lạnh, con thích ở chỗ nóng. À, con thích chỗ nào, nhiều 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 học sinh, nhiều người, ít người, con cần mức học bổng bao nhiêu, tất cả những câu hỏi đó con phải nói với thầy mới biết được chứ. Chứ giờ con hỏi thật chứ, thầy ơi trường nào tốt nhất cho con đi, thầy có giới thiệu cho con trường nào không? Sorry, I'm dead, ok, I'm dead, ok, nhá. Rồi, thôi, làm bài, dành nửa tiếng, suy nghĩ, đừng trả lời một cách quá ngắn gọn, đừng trả lời cho có nhé, chi tiết chỗ nào mà không hiểu thầy ơi em chưa hiểu câu này, ok thầy ơi em phải biết ra làm sao đó, đó làm thầy chia sẻ càng kỹ càng tốt giúp thầy nha, ok, và giúp cho bản thân và giúp cho cả các bạn luôn, ok cho cả các bạn luôn nhé, ok cái này không phải chỉ có cho thầy mà là cho các bạn.
nhá. Rồi đó, có hai cái đường link nhá, một cái đường link là cái chương trình giới thiệu học sinh đó. Ok, để cho nó tự động một chút nhá. Ok, hy vọng giúp các bạn kiếm thêm tiền. Thầy muốn các bạn kiếm tiền, thầy muốn các bạn kiếm tiền. Ok, ngay khi các bạn không giới thiệu mà tự nhiên các ai thấy cái đường link đó mà điền vào mà tiền tính cho các bạn nhá, thế là đăng ký. Ok, ok, Hoàng Anh hỏi một câu rất là hay. Thầy thầy tại sao các trường need blind vẫn offer học bổng? Thì nó là need blind thì có nghĩa là nó sẽ cho con tiền. Nó cho con tiền dưới cái dạng gì thì nó sẽ gọi là cái dạng đó. Nó có thể gọi là học bổng, nó có thể gọi là hỗ trợ tài chính đó. Nó có thể là fee waiver, whatever, nó gọi gì đó vậy à? Con hiểu ý thầy không? Miễn sao là con phải đóng tiền được không? Hiểu không? Tức là miễn sao là gia đình con đóng cái mức mà gia đình con đóng được, còn lại nó cho con bao nhiêu và nó gọi cái mức đó như thế nào nó tùy nó. Vì sao? Thầy lấy ví dụ. Thì lấy ví dụ alumni. Ok, alumni, alumni, alumni. Ok, alumni. Cái câu chuyện alumni là gì? Thứ nhất, người một ông là triệu phú nào đó, một ông tỷ phú nào đó bỏ tiền ra cho tiền cho chúng, và sau đó nói rằng là ok bây giờ nhé, cái học bổng này của tôi sẽ dành cho những học sinh quốc tế từ Việt Nam. Thầy lấy ví dụ. Thì ví dụ thầy lấy cái trường hợp của Wesleyan. Okay, Wesleyan University. Thì người ta sẽ Wesleyan the Freeman Scholarship. Thì như vậy bây giờ nếu con được cái học bổng toàn phần của đại học Wesleyan này thì người ta sẽ gọi con là Freeman Scholar, là cái tên của cái ông nó cho tiền. Con hiểu ý không? Thành ra là Hoàng Anh, người ta cho con cái học bổng, tức là người ta nói là bây giờ ok tôi sẽ cho anh thứ này, nhưng mà cái nguồn tiền nó từ đâu ra thì người ta phải đọc tên, tức là người ta phải lấy từ ví dụ như ông Freeman ông cho tiền, hay là ví dụ như là bà Trúc Anh bà là triệu phú đô la và tỷ phú đô la, bà nhiều tiền mà bà cho tiền, thì như vậy lúc đó sẽ là gì? À, Hoàng Anh nhận được học bổng Trúc Anh Scholarship for Vietnamese Student. Hiểu ý thầy không? Hiểu ý không? Đấy, thế là cái tên gọi nó không quan trọng. Cái tên gọi nó phản ánh là cái nguồn tiền nó đi từ đâu, tới đâu, cho ai cho, đúng không? Còn quan trọng của con là cái gì? Đó, tôi phải đóng tiền. À, hay á. Đó. Hiểu ý không? Hoàng Anh, nắm chưa? Cái đấy. Thành ra là nó chỉ là một cách gọi thôi con. Quan trọng là con phải đóng tiền. Giống như thầy có thể gọi là Shopee deal ngày 3 tháng 3 ở okay, 3 tháng 3 qua rồi. 4 tháng 4 Shopee deal sẽ sập sàn. 8 tháng 3 ngày phụ nữ ở chung mừng các phụ nữ. Ngày mai ngày phụ nữ Việt Nam chúc mừng các chị em phụ nữ ở trong lớp mình nha. Chúc mừng Thảo Vy. Nó cái hy vọng ngày mai con sẽ có nhiều quà và nhiều hoa. Ok. Nào, học bổng của LAC với NU có chênh lệch nhiều hay không thì nó sẽ tùy trường. Các cái trường công thì như cho không có nhiều học bổng bằng so với các trường tư ha. Tất cả các trường LEC đều là trường tư hết, thành ra là họ họ cho nhiều, họ cho nhiều. Nhưng Thảo Vy ơi, Thảo Vy bây giờ đừng nói cho nhiều hay không, chúng ta phải quay trở lại con này. Con cho thầy biết cái điểm SAT của con là bao nhiêu á, cái điểm GPA của con là bao nhiêu á, cái điền vào trong cái bảng này giúp cho thầy nhé, được không Thảo Vy? Đây 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 SAT, AP, GPA, được không, học clear rồi, làm form cho thầy đi, làm form cho thầy đi. Thế ơi, thầy có thể chia sẻ thêm một chút về trường hệ Mỹ ở Qatar sơ sơ một chút thôi, hôm nay chắc là thầy không chia sẻ được hết, nhưng tình huống là nó rất giàu, nó cho rất nhiều tiền và nó vẫn nhận học sinh dựa trên điểm, thành ra rằng là bây giờ SAT của con phải trên là 40-50 cho thầy. Còn nếu không để con muốn chắc chắn đó, con phải chơi 1.500 như thế này. Vậy thôi. Được không? Học đi. Huy, Huy. Được không? Học bổng của nó sẽ nơi ở trên cái điểm sát của con. Tập trung điểm SAT cho con. À, đúng rồi, Albert Einstein College of Medicine nó được tặng 1 tỷ đô để học sinh được học. Học phí, miễn phí, đúng rồi. Cái vụ này lớn mà. 1 tỷ đô thì một cái bài giáo sư đó, ở trong trường á, tỷ phú thì bà này bà rất là có những nghiên cứu khoa học, có công ty riêng, có công ty riêng chứ ai dạy học rồi thì một tỷ phú no, toàn phải nghiên cứu có tiền đúng không, research ha. Ok nha 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 ok.
Rồi. Được không? Con vô được không thầy? Không, con chưa vào được. Bởi vì con phải học cử nhân xong rồi con mới vào được trường y. Học cử nhân xong bắt đầu mới học 6 năm y. Là tiến tiến sĩ, sorry, Doctor Medicine, tiến sĩ y tế nhé. Học cử nhân xong mới đã, học cử nhân hóa sinh đi đã. Đi từng bước một nhá, đi từng bước một.